Đây là một one shot Dungeons and Dragons mà thiện dẫn cho các bạn mới biết chơi, hướng dẫn các bạn ý cả về phép lịch sự khi chơi, cách nhập vai và cách chơi combat trong game. Những người chơi trong buổi one shot hôm nay thì bật camera lên nhỉ. Khi mà chơi một game roleplay, nhìn thấy mặt nhau là một lợi thế rất lớn, mình sẽ biết được ai đang chuẩn bị nói, ai muốn nói gì và nhìn được những cảm xúc của nhau khi mà chơi một game nhập vai như này. Trong lúc đấy thì Thiện sẽ hay sẽ phổ biến một số thứ về phép lịch sự khi mà chơi một game nhập vai Game nhập vai và cụ thể trong hôm nay là mình chơi Dungeons and Dragons Là một game mình sẽ thử đặt về mình vào địa vị một cái nhân vật khác Có thể là giống mình nhiều, giống mình ít hoặc là khác mình Và mình sẽ xem là các nhân vật đấy sẽ làm gì trong các cái tình huống giả tưởng mình nghĩ ra trong game thì khi mà chơi ở một cái nhóm chơi như thế này Mình để chơi được một game nhập vai thì là phải tương tác với thế giới tương tác với những gì mà dm người kể chuyện hôm nay là anh kể ra cho mọi người và tương tác với những cái npc non player character ở trong game nhưng mà khi tương tác thì cũng nên để ý là không nên nói chen vào người khác mà để mỗi người đều có thời gian để tận hưởng cái game này khi mà chơi về mặt combat thì sẽ anh sẽ tiếp tục giải thích thêm sau và dùng các cái tờ thông số nhân vật như thế nào còn sẽ có phần đầu của game là mình sẽ đi vào roleplay là nhập vai như tương tác và xem là cái nhân vật của mình cảm giác cái nhân vật mình muốn chơi là như thế nào và cứ có thể là tương tác lẫn nhau với các nhân vật của nhau tương tác với thế giới sẽ có thời gian thường thì anh sẽ sau khi miêu tả anh sẽ dừng lại một lúc để cho mọi người có thể tương tác như thế và mọi người cũng có thể có thể là ngắt lời anh nếu mà đang có lúc nào mà nhân vật mình muốn làm gì. Nhưng mà cũng nên làm như thế một cách lịch sự. Tạm thời thì như vậy. Nó cũng giống như là cái board game, khi mà chơi một cái game nhóm hoặc là một board game nhóm, mình cứ cố gắng làm sao để có một thời gian chơi vui vẻ với nhau, không nên để cái vui của mình ảnh hưởng tiêu cực đến anh cái vui của người khác. Isutama có vẻ là cái camera của em vẫn bị loading. Em bật ở trên cái Ron 20 nó được nhưng mà trên Discord lại ấy... À, ok. Thế thì chắc là phải tắt cái camera hoặc là hủy khả năng access camera của RAW 20, tại vì hai cái nó cùng lấy hình ảnh camera của em thì nó sẽ không được. Mọi người disable, à, ok được rồi đấy. Mọi người disable các audio và video trên RAW 20 nhé, tại vì mình không dùng trên đấy. Mình không dùng tính năng đó ở RAW 20. Thì mọi người có thể disable bằng cách sau. Anh sẽ share màn hình. Bấm vào cái bánh răng ở góc bên trên bên phải. Lăn xuống đến đoạn audio và video Chọn none và none Là mình không gửi hình ảnh, không gửi audio qua RO20 Không nhận hình ảnh, không nhận audio trên RO20 Xong ấn chữ reconnect ở dưới này Để nó refresh cái phần audio và hình ảnh của cha Thế là mình sẽ không gửi hình ảnh và audio qua game nữa Hala và no name Có bật camera không em nhỉ Bây giờ để bắt đầu uh, roleplay được thì hy vọng là mọi người đã đọc qua những cái characteristic của nhân vật của mình Bây giờ mọi người có thể miêu tả ngoại hình và tính cách của nhân vật mình Bây giờ mình sẽ có background là bốn người này là Cresmon, Godot, Nos và Abaris Là bốn mạo hiểm giả đã đi du ngoạn với nhau và giúp đỡ mọi người được một thời gian rồi mà cũng là có quen biết nhau Thì mình nghĩ là những nhân vật khác sẽ biết gì về nhân vật mình Họ trông như thế nào họ hành xử như thế nào cách đánh nhau của họ như thế nào chúng ta sẽ bắt đầu với Krasmul Việt Đức có thể miêu tả nhân vật uh, nhân vật của em thì là có một uh, uh, nhân vật của em thì là thuộc của là Human Ranger thì theo như miêu tả nhân vật của em thì nó là một người chính trực uh, nhanh nhạy trong chiến đấu cũng như là uh, để ý đến từng cái cặn kẽ nhất uh, uh, xung quanh môi trường Ừ. cái tên sau mình thì được sinh ra từ cái cái cốt cái cốt truyện của nhân vật thì em có viết lại một chút ừ. thì cái nhân vật của em thì nó là từ một uh, nó cũng được sinh ra mà ở trong uh, một uh, gia đình di cư cùng với dân làng sau ừ. khi một thảm họa núi lửa xảy ra ừ. thì họ di cư vào trong rừng sống và cố dựng lại những gì đã mất và sự uh, thảm họa ập tới thì uh, uh, sự xuất hiện của Golin uh, ra tà phá ngôi làng ở trong một đêm trăng khuyết thì lúc đấy uh, sao mình quyết quyết định đứng dậy và kêu gọi mọi người chống lại đàn Golin và chiến thắng ừ. uh, mọi người uh, uh, xưng danh anh ấy với cái tên là sao mình vì chính Salmon. công anh ấy được xảy ra vào đêm trăng khuyết ừ. sao mình viết như nào nhỉ có thể viết uh, ra vào 20 trang? chan cũng như cái tên của em luôn nó là trăng khuyết ấy. à Cressman ok Cressman Ờ, uh. ok vậy thì em nghĩ tại sao Chris Moon lại em có nghĩ là Chris Moon lại đi mạo hiểm cùng với mọi hội khác hoặc có thể là anh đi vì một cái gì đấy là để giúp dân làng của anh hay sao hoặc là để ờ, anh kiếm ấy được thêm kiếm... tiền hoặc là kiếm được một cái đồ vật gì đấy cho ông là tại vì anh thấy cái ờ, anh ấy... câu chuyện của cậu này là khá liên quan đến cái địa điểm đấy đúng không Sorry ờ, dạ vâng tại tại vì anh này là anh ấy... ờ, nhân vật của em là muốn tìm kiếm được thứ sức mạnh để có thể dự, uh, tìm kiếm sức mạnh để đủ uh, đủ khỏe mạnh đủ quyền lực để có thể quay lại để dựng lại ngôi làng năm, năm, xưa mà đã bị tàn phá bởi thiên tai ừ, ok và đấy là lý do mà Crash Moon đi mạo hiểm để rèn rũa sức mạnh của mình cùng những người khác vâng đúng rồi chúng ta tiếp đến Nos ừ, Hala có thể giới thiệu về nhân vật này vật của em là một người ít nói chuyện nhưng mà rất chuyên tâm với sâu kiến thức nghiên cứu và học hành ừ. câu chuyện của em thì đơn giản chỉ là một thằng giả muốn sở tất cả những thứ thế giới và đã quyết định lên đường sáng hiểm cũng là một có câu chuyện mình có thể là phát triển từ cái đấy những từ những ý tưởng đơn giản cái mic của em nó hơi rè một chút bình thường có thấy không nhỉ là em có thể có cái mic nào khác chắc đây là do tai nghe à? chắc em bỏ xa mic quá nên nó dè À, rồi um, cái mic này chắc là về sau để anh thử gửi cho em một cái thu âm cái đoạn này em sẽ nghe thấy cứ mỗi lần mà em bắt đầu nói thì nó bị rẻ cái đấy để giúp kinh nghiệm về sau thôi buổi này thì vẫn và, um, vẫn rời được Thế đến là nhân vật Godot, Izundama giới thiệu nhân vật này nhân vật của em thì có nguồn gốc là con người nhưng mà lại họ sống bị ngục với sao họ có sừng, ừ. có đuôi và nhân vật này thì đi mạo hiểm chỉ để mua vui cho người khác. Ừ. Họ muốn mang đến niềm vui thì tất cả mọi người. Vậy cậu cố đốt này nghĩ thế nào về những người đi mạo hiểm cùng với mình trong nhóm của mình? Có luôn là kiểu thằng hề trong nhóm. Hay là như thế nào? Nhân vật này thì là một người trung thành. Ừ. Vâng, nó có thể, vâng nó sẽ là một thằng hề. Và cuối cùng là Abaris. À, no name boys có thể giới thiệu nhân vật này cho mọi người. Boris là một nhân vật. đủ Chuyến mạo hiểm của anh ta từ một ngôi làng nhỏ. Vừa nhỏ anh ta đã có ước mơ khám phá những thế giới xung quanh mình. Ta muốn tìm hiểu về các chủng tộc nên anh ta đã quyết định đi khám phá đi một mạo hiểm giả đi khám phá tất cả thứ anh ta có thể tìm được. Ok. Và đó là nhóm mạo hiểm giả của chúng ta. Một nhóm có vẻ nhìn qua thì không có gì quá tương đồng. Nhưng vì mọi người cũng đã đi cùng nhau một thời gian nên đã trao được nhau cái niềm tin nhất định và thấy những người bạn của mình có thể real có thể reliable uh, tin tưởng được trong những lúc giao tranh gai cấn. Ngoài ra thì Godot vì là một người thích mua vui cho người khác và cũng có một số quan hệ uh, hiểu biết rộng uh, quan hệ rộng nên là có quen một anh thuyền trưởng anh lấy ảnh của cậu thuyền anh thuyền trưởng đây anh thuyền trưởng này tên là jack spartan anh thuyền trưởng này thì trong một lần mà mọi người đang làm việc ở gần một cái thành phố cảng đã nghe tin mọi người đến và tiếp cận cùng gặp nhau trong một cái buổi tối ngồi quán rượu nói chuyện anh jack nói rằng có vẻ là à, sắp tới của tôi sẽ có một chuyến đi du hành à, lênh đênh trên biển cũng uh, một, một thời gian mà tôi biết là cái địa điểm đến sẽ có một kho báu rất lớn. Đúng, tôi cần cái bọn cái bọn thủy thủ của tôi ấy, thì nói chung là tay nghề vẫn non kém lắm nên là Mày, à, mọi người có thể uh, đi chuyến thuyền cùng tôi ấy. À, à, ngồi có thể là nhâm nhi vài vài cốc rượu rum vài cốc bia đen À, ngồi hát si shanti nói chung là à, giúp tôi nếu mà có vấn đề nguy hiểm gì thì giúp tôi cái à, đến khi có bà à, có được kho báu ấy tôi lại chia cho mọi người hiện tại mọi người đang ngồi trong một cái quán rượu cái quang cảnh khá giống như ở trên cái ảnh này cũng nhiều người tấp nập ở các bàn bên cạnh tiếng nói chuyện à, hò reo à, của những người chơi chơi cờ bạc chơi mặt trưởng hoặc chơi bài ở các bàn bên cũng có tiếng những cái anh ca sĩ hoặc là thi sĩ ở trên sân khấu đang mua vui cho mọi người, mọi người đang ngồi ở một cạnh ở một cái bàn gần đống lửa có năm người mọi người người có thể tương tác và nói chuyện. À, lúc này, um, mình em sẽ khua cái cốc bia đang uống xuống bàn và nói rằng mặc dù đây là sự nhờ vả nhưng mà ta cần một hợp đồng một hợp đồng có thể sau chuyến đi uh, phiêu lưu đấy chúng ta có đúng đủ tiền thưởng được chia đều từng người một. À, à, đúng là một con người của công việc mà. Tôi có nghe cô đó nói về cậu. Xong vàng, Nói thích. Được thôi. Nào. Xong rồi anh Jack lôi từ trong một cái cuộn cuộn ra kiểu một cái bao vải. Xong rồi rút ra trong đấy cũng có một cái số giấy tờ nhau nát và cuộn vào à từ này còn trọng lấy lấy ít bút chấm vào mực mực khô quá chấm rút vào bia viết biết, biết. À, xong mọi người thấy những cái nét chữ à, cũng có vẻ là khá thẳng và đẹp so với một người và trông có vẻ bộ dạng à, bụi đời này à, đi chuyến thám hiểm này à, dự định là khoảng 2 tuần và sau khi chuyến thám hiểm tìm được kho báu sẽ chia cho mỗi người, mỗi người trong nhóm 100 vàng, 100 đồng vàng. Và mọi người biết 100 vàng là một khoản tiền khá lớn cho những mạo hiểm giả. Thường thì sống một ngày cũng khá là no đủ cả ăn cả ở thì một vàng. Một chuyến như này mà được 100 vàng luôn thì cũng đủ đủ cho 3 tháng và được bao ăn và ở trên thuyền trong cái thời gian đi à, tôi thì quyết thế rồi nhưng mà tôi nghĩ phải hỏi thêm ba người nữa xem họ có đồng ý hay không Jack với tôi tay dài à, Jack với tay dài à, cậu gô đốt nè anh em mình có đã giúp nhau vài chuyến rồi chắc xứ này cũng đi chứ nhỉ đúng không chắc chắn rồi anh à, thế cậu à, cái cậu trong giáp à, à, liền liệng kia nào chỉ nhìn đến phía Aberys. Ừ, nếu mà đi thì chúng ta sẽ đi ở đâu và có thể gặp những ai? Uhm, mọi người sẽ lên uh, tàu của tôi, rồi uh, chiếc tàu uh, ngọc chay đỏ hoành uh, ừ. tráng lắm. Uh, trên đấy thì cũng có một, một vài thủy thủ của tôi nhưng cái bọn ăn không ngồi rồi đấy thì chỉ biết uh, làm các cái việc thủy thủ thôi. Uh, uh, chắc là tay nghề đi mạo hiểm mà uh, gặp khó khăn này uh, chắc là không thể bằng mọi người được chúng ta sẽ đến một hòn đảo uhm, từ một cái bản đồ bí mật mà tôi mua được thực ra là dành được từ một bọn Đấy, tôi có gì không tôi dự tính là đi một tuần về một tuần thành chuyến đi hai tuần không gì không nè thấy à, con được cô được bạn rồi, này ta sẽ ký à sorry đấy đi ờ à, được rồi ta sẽ ký còn Ủa những người khác thì sao mọi người theo tôi không tôi thì cũng không muốn rằng nắng nhưng mà đổi lại thì tôi muốn có một cuốn sách về các vật cổ đại hoặc là di tích của một một cái hmm. tích cổ đại nào đấy thú đấy thôi. tôi khá chắc là cái kho báu này ở trên hồn đỏ là nó thuộc về một cái ngôi đền cổ nên là trong trong quá trình đến đấy cô có thể uh, tự khai thác như là ngôi đền thờ cái thần gì gì đấy tôi chẳng tâm nhưng mà chắc là cô đến rồi cô tự tìm hiểu biết được nha à. Ừ, Ừ. À. Bây giờ tôi sẽ đi bởi vì ở đó ở ngôi đền đó có thể một số thông tin quan trọng về lịch sử là một số tin đó quan trọng đối với tôi. Ôi là chúng ta có tận hai nhà sử gia trong nhóm cả. Càng đấy. Vậy thì mọi người trong lúc mà đi ấy có thể viết lại sử sách những chuyến phiêu lưu hoành tráng của Jack Spartan nữa. À, ngoài những thứ mọi người tìm hiểu tất nhiên rồi. Ok. Vậy là có hay không nào? Cái Để viết lại vậy các cái chốn phiêu lưu. Viết à. vậy thì tôi đồng ý thỏa thuận. ui dạ đến lúc mà ta nổi tiếng rồi, à, có các cái câu chuyện kể về ta về nhà nhà phiêu hành trên biển, Jack Spatton, lúc đấy mọi người chỉ có cắp sách, cắp giấy bút theo, à, xin ta kể chuyện còn không được. À, đây là lúc mà ta còn chưa nổi tiếng lắm, là tận dụng cơ hội đi. Thì chúng ta sẽ đi luôn hay là một lúc sau mới đi? À à, à. đêm nay cứ nó sai, à, Xong rồi sáng mai à, chúng ta có thể khởi hành. Mọi thứ sẵn sàng hết rồi, tôi chỉ đang cố nán lại ít ngày để tìm nhóm à, mạo hiểm giả hỗ trợ phù hợp thôi. ở đây à, mọi người đây rồi, trông hoành tráng này, à, đủ điều kiện chúng ta sáng mai chúng ta phải khởi hành. À, hẹn à. người sáng mai Rồi, à, vậy thì chúng ta uống. sẽ cùng uống à, cạn ly này. À, coi như là tất nhiên là ký rồi nhưng mà cũng là uống trong cái hợp đồng này nhá vì những chuyến lênh đênh đi đến nơi về đến trộn và những cái kho báu ngút trời trăm phần trăm rồi dâu <laughs> <laughs> và như vậy những cái mạo hiểm giả cùng với anh trách có thể có người là, à, có thể có những người mà ở lại thì cũng cùng uống no say cho đến đêm muộn. Cái này là mọi người có thể tự kể xem là nhân vật nào có muốn đi ngủ sớm hay là nhân vật nào có muốn làm gì buổi tối không. Cái này là flavor là thêm mắm muối cho nhân vật mình thôi, cách kể của mình. Sau trước một cái buổi tối trước một chuyến đi dài như vậy thì nhân vật của mọi người sẽ làm gì? À, tôi quyết định là đi ngủ sớm để chuẩn bị đủ sức khỏe để chiến đấu trong một ngày mai vì không biết được rằng ngày mai sẽ có chuyện gì bất cập. Tôi, tôi sẽ xin. uống cho hết đêm bởi vì ngày mai tôi sẽ đi ngủ. Sẽ thông tin để thông tin. Uhm, okay. Tôi sẽ ghi các người. Ừ, ok. ngồi soạn lại những cuốn sách tôi ghi chép thông tin để mà lỡ tôi có quên mang theo thì còn số thứ để ghi chép lại. Ừ. Uhm. Ok. mọi người đợi một chút. Có vẻ là Pass đã vào trong cái Voice call rồi. Ở à, hơi mượn một chút. Pass có, có sẵn, <laughs> à, <laughs> uh, Pass có sẵn sàng uh, ok để bắt đầu chơi không? Em mình mở uh, máy lại rồi. Plus là chơi nhân vật Harley Davidson này đúng không? Thì Đúng rồi. Ừ. Bạn cũng khá quen với việc dùng Ro20 rồi nhỉ? À, cái này là cái thứ hai mình dùng. À, ok. Tất right. đều đổi tên lại nhá. Bạn, bạn là Harley Davidson. Bạn vào Ro20 nhá. Và đổi cái tên hiển thị trên Ro20 của mình thành thứ nhất là tên nhân vật rồi gạch ngang tên Discord của mình Thì khi chơi tất cả mọi người đều biết là ai đang nói gì nhân vật nào đang làm gì ok bạn để mình tí ừ. ok vậy thì bạn pass cứ chuẩn bị tiếp đi nhé mình sẽ quay sang với uh, hala rút hala là muốn tìm hiểu về cái hòn đảo sắp tới đúng không sắp đến đúng không đúng rồi. Ừ. hala sẽ tìm hiểu bằng cách nào bằng cách lấy sách vở ra đọc hay là đi hỏi mọi người hay là cái cách mà hala tìm hiểu như thế nào Ok, vậy đây sẽ là cái role cái lan xúc sắc đầu tiên của game session này trong D&D thì mình sẽ dùng xúc sắc khá là nhiều để khi nào mà cái hành động một cái hành động nó chưa chắc chắn kết quả là thành công hay thất bại mình sẽ lan vào cái xúc sắc trong điên đi mình hay dùng cái D20 là cái xúc sắc 20 mặt à. rồi, đang có camera thì sẽ giờ cái xúc sắc 20 mặt nữa, ai chưa biết Mình uh, chuẩn bị xong rồi Ừ, Pass nói gì à? À, ý, ý là mình đã đổi tên xong rồi Ok Đây là cái xúc sắc 20 mặt, xem cái camera có focus vào được không? Đúng rồi Ừ, uh, là từ 1 đến 20 Thì bây giờ ở trên d 20 cũng có khả năng lăn Hala vào cái tờ thông số nhân vật của NOS Của nhân vật của mình chuyển sang cái phần character sheet có các cái số to số nhỏ ấy xong rồi Ctrl F tìm chữ investigation điều tra khi mà chỉ vào chữ investigation sẽ thấy nó đỏ lên và có thể ấn vào đấy là nó sẽ lăn cái xúc sắc 20 mặt cộng với cái điểm bonus mà nó có investigation với cái investigation là 20 thường thì lăn càng cao là càng tốt trong điên đi ừ, chỉ lăn một lần thôi thì đó, em vừa lan xuất sắc rồi đấy. Em ấn, có những chỗ trên cái tờ thông số nhân vật Đó, có thể ấn vào được. Và sau khi ấn vào nó sẽ lan xuất sắc trên cái khung chat Nếu mà nhìn sang bên phải thì hiện tại có thể là mọi người đang ở cái trang journal là hiện các cái tờ thông số nhân vật lên Mọi người có thể chuyển sang cái biểu tượng bên trên, bên ở bên trên cái biểu tượng bên trái cùng Là cái chat và kéo xuống là sẽ thấy cái mà nó vừa lan, nhân vật nó vừa lan thấy 20 investigation này không? Ở bên trái Nếu mà chưa thấy thì anh có thể xem màn hình Để chỉ nó hiện ở chỗ nào Ok ừ. Đấy là cách mình lan xuất sắc trên cái nền tảng ro 20 này Nó tích hợp cả cái tờ thông số nhân vật, cả lan xuất sắc, cả Battle map luôn Nó khá tiện để chơi Với cái 20 investigation là nó đã dành thời gian trong khi mà mọi người đi ngủ sớm hoặc là uống cho say thì nó, nó sẽ đi hỏi mọi người xung quanh quán và cũng đến một cái thư viện nhỏ của cái ngôi làng ven biển này tất cả những gì mà nó thu thập được có vẻ không nhiều người biết đến hòn đảo này chắc là cũng gần khá giống với những gì Jack nói là đây là một cái hòn đảo khá bí mật có um, có một hai à, có đúng một thủy thủ già mà nó tiếp cận được thì có vẻ là ông ông này ông nhớ gì đấy về hòn đảo đấy có vẻ như là một lần mà ông đến gần cái một nơi như vậy là có bão táp rất lớn và sấm chớp đùng đùng đang đi tự dưng không hiểu từ đâu ra ông ấy bảo là tay tay thì nắm chặt lấy cái biểu tượng thánh của mình mà người mà ông thở mà bảo ồ oh, có vẻ là có năng lượng hắc ám mà đó. đi hãy cẩn thận nói chuyện với Nos, Những đấy là những thông tin mà Nos kiếm được. Uh, past, bạn đổi tên xong rồi đúng không? Uh, Emas, okay. Emas rồi, uh, Emas và uh, tên là Harley. Bạn có thể giới thiệu nhân vật Harley Davidson với uh, à, mọi người còn lại. Chúng ta sẽ cho là Harley Davidson là đến muộn trong cái buổi nói chuyện hôm qua, nhưng mà cũng là một thành viên trong cái móm, nhóm nhóm hề hưởng giả của Godot Cresmon Nos và Aberis. OK, uh, Harley là một uh, Halfling, thì uh, có nước da màu uh, beige, uh, có một đôi mắt uh, xanh lá và mái tóc màu vàng. thì anh ta không cao lắm, tại vì Halfling là một trong những race uh, lùn, thì khoảng anh ta cao khoảng 4 feet. Ừ. Uh, mà anh ta trang bị cho mình một cái bộ uh, áo uh, leather và có phát thêm những đồ nghề như là tool hoặc là những vũ khí nhẹ để di chuyển linh hoạt hơn. Ừ. Yeah. Đó là cung và những socials. Tính cách của cậu này như thế nào vì mọi người cũng đã, những nhân vật này đã đi cùng nhau, mạo hiểm cùng nhau một thời gian rồi, cũng làm việc cùng nhau. À, anh ta thì cũng khá là thạo việc nhưng mà nếu mà bạn Khách anh ta những những cái gì đó mà anh ta không làm được thì anh ta sẽ, sẽ chứng minh cho một bạn biết là anh ta sẽ làm được những việc đó và ừ. cách là bạn có thể khích anh ta à. một người không không muốn uh, chịu uh, thua cuộc trong những uh, việc nào đó okay. vậy thì tóm tắt cho emas và nhân vật harley của bạn là trong cái buổi tối hôm trước jack là một cái có vẻ như là một người bạn của godot và cũng là một cái người thuyền trưởng một con thuyền nhỏ đã tiến đến và tiếp cận mọi người hẹn gặp mọi người để nói về một cái phi vụ lanh đênh trên biển về một phi vụ đi tìm kho báu mất khoảng 2 tuần và sau phi vụ đấy mỗi anh ông anh Jack này sẽ trả cho mọi người 100 vàng thì mọi người cũng vừa miêu tả là trong buổi tối đấy thì nhân vật của mình chuẩn bị như thế nào để sáng hôm sau lên đường có người thì uống rượu no say để hôm sau thì lên thuyền rồi ngủ có người cũng đi ngủ sớm còn nos thì đi tìm hiểu thêm về cái địa điểm mọi người đến Ali có làm gì đặc biệt trong buổi tối trước khi đi lên đường không à, với uh, tính là uh, chuyên uh, uh, đi thám hiểm thì anh ta có thể uh, đi uh, mua sắm thêm những vật dụng khác được. Ừ. người muốn mua sắm vật liệu gì vật dụng gì những cái uh, tool còn nhẹ để sử dụng khi uh, đi thám hiểm như là Oil of wash uh, ừ. and truth này ừ. tại vì uh, có thể là sẽ dùng tới, một okay. người uh, uh, cẩn trọng trong việc chuẩn bị, yeah. ừ. OK. Nếu mà có muốn mua đồ gì cụ thể thì Emas có thể tự trừ tiền của mình và tham tra khảo giá của các cái đồ đấy trong chuẩn của đi trên mạng, tự trừ tiền thêm các đồ đấy vào trong túi của mình. OK. Là sau khi mà chia tay mọi người ở buổi tiệc rượu thì anh Imas e sẽ cố gắng đi tìm những dụng nào đó cũng nhanh nhất có thể để khởi hành vào sớm nhất và anh ta sẽ mua vài hai hai bình oil flash một một túi canh can chốt và bon bearing yeah. ok và sau khi làm những thứ chuẩn bị của mình mọi người chìm vào giấc ngủ bằng cách này hay cách khác và sáng hôm sau từ khi gà mới gáy à, chim mới hót à, mọi người đã sẵn sàng lên đường khi đi ra cái chỗ bến cảng mà jack hẹn mọi người mọi người thấy cũng có vài con thuyền ở đây nhưng có một con thuyền có vẻ là không phải là to lớn không phải là hoành tráng nhưng mà được vẽ hưu vẽ vượn vào nhiều nhất à, ở trên các bạn thuyền à, vẽ cái hình à, À, đầu lâu rồi vẽ cái hình ngọn lửa có vẻ như là các thủy thủ đạo đoàn hoặc là ai đấy rất rảnh hơi vẽ vào hiệu lên thuyền Jack cũng vừa nhìn à, thế đây là những cái tác phẩm nghệ thuật của tôi và những người bạn trên thuyền cũng có thời gian bọn tôi là ở lâu không có việc gì làm nên là chán vẽ nhưng mà đừng quan tâm mọi người thấy Jack đi từ hướng hướng quán rượu à, từ trong thành phố đi ra bến cảng tay vẫn cầm một cái chai rượu vừa đi bộ à, mọi người đến rất đúng giờ ồ à, xin lỗi rồi chúng ta lên đường nào ờ, Jack Thì, uh, Thì là sẽ đi theo à, sao Jack ấy, cái thuyền này có vẻ là không được to nhưng mà người, những gì người thể hiện ờ à, nó sẽ to thực ra thực ra là ta ta còn 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 ta còn hai cái thuyền nữa đậu ở hai hai thành phố khác không đâu yến thôi lần này chúng ta dùng cái thuyền này vì nó ờ um, tiện lợi nhất hay là vì nó là cái thuyền tốt nhất mà có thể dùng um, trong, tiện trong trong, trong nhất. lúc uh, lão đang nói thì uh... David sẽ xem à Harry -ha -ha sẽ xem bảo à, lão có nói dối hay không bằng cách à, nhìn xem lão có những hành động những cái nói dối như là à đi mất chỗ khác hoặc là à, đưa tay lên à, cái, à, cái 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 vệt áo và để à, gãi à, thường à, là những hành động đó chỉ cho những kẻ <laughs> hay nói dối ừm ok có thể lăn một cái insight bình thường thì Harley có một cái, cái ánh mắt khá là tinh tưởng để nhìn người nhưng mà với cái ông này có vẻ là cũng vừa mới gặp cũng chưa biết các cái biểu tượng à, các, các cái hành động bình thường của gã lắm trông gã này thì bình thường cũng đã cứ gãi tùm lum dị dị rồi rồi đang cầm cầm chai rượu rượu cứ phất phơ này Ê, mọi người không phải lo đâu mày cứ có gì là đây là một cái Chị, đúng, chiến thuyền phù hợp nhất rồi ừ, yên tâm à, Harley có có cảm giác hơi không tự tin vào những lời nói của Jack lắm Chắc chắn nói là chiến thuyền xịn nhất rồi vượt à, phá như vậy thì, thì không, vậy không vậy không. Nào, nào 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 lên đi lên đi à, mọi người thấy là có một vài cái thanh gỗ à, kẹo kẹt để bắt từ chỗ à, cái 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 chỗ cảng đến bước lên cái bên trong của thuyền boong thuyền khi mọi người bước lên thì từng cái thớ gỗ mọi người bước lên đều kêu giống như là đã vài trăm năm tuổi rồi bước lên thì mọi người cũng thấy có một số các thủy thủ đoàn đang nằm lười có người đang ngủ ở trên thuyền jack bảo Ê! Món người ơi à. đây dậy đi dậy đi rượu này rượu này đấy rồi chúng ta chuẩn bị lên đường nào đấy người đừng quan tâm à, các các thủy thủ đoàn là luôn luôn sẵn sàng trầu chực trên thuyền đấy chưa nhiều vào ê ê ê thang kia, thang kia, thang kia. ê thắc ê cẩn thận đấy cái cái chỗ thuốc pháo đấy mày mày rồi mày mà mày mà nhỏ dãi vào đấy ừ, ẩm hết rồi ê ê ê ra ra căm buồm căm buồm À, xong rồi ông Jack bắt đầu ra ra lệnh chỉ đạo khắc huề. Khi mà mọi người tiến đến cái phần cái gần khoang đằng sau thì có thấy một người uh, và Jack bảo: "À, Silas, tên võ trung thành của ta. dáng à, nay cậu thế nào?" Thì mọi người thấy uh, ông Silas này cũng phải là một người khá là già cả. Uh, nhưng mà vẫn giữ được cái dáng vẻ là, là lực lưỡng của mình. À, chỉ đang đứng và kéo mấy cái à, cột buồm ở phía sau lên à, liếc qua jack một cái thuyền trưởng à không có gì đâu à, ông này lúc nào cũng mặt có có mà mọi người đừng nghĩ à, đó đấy, đấy tôi tôi dẫn một vòng quanh thuyền này đấy ở đây là hóa tiêu này đó à, còn à, người mọi người nếu mà muốn nhìn ngắm xung quanh ấy có thể trèo lên ở chỗ này đấy chỗ cột buồm có mấy cái dây ấy thanh niên nào, nào trèo cẩn thận nhá nó lên đấy có sẵn cái kính kính viễn vọng ấy ạ cái mà nhìn còn mà, um, có cái này hay lắm à, xuống bong thôi chị chứ mọi người xuống bong thì cũng có rách bắt đầu đó chiến hạm thuyền luôn luôn phải có vũ khí phòng vệ ông đặt tay lên một cái khẩu pháo ở dưới à, mọi người thấy là trên mạn thuyền có vẻ là có vài cái lỗ pháo nhưng mà có mỗi một khẩu pháo ở một bên cái cái cầu khẩu pháo ở bên bên mạn thuyền bên kia thì có cái thằng thằng thủy thủ nó rốt quá nó làm rơi xuống nước rồi nhưng mà không yên tâm bôn khẩu nó đủ rồi à, lúc này quay quay sang thúc uh, thúc đốt này hình như tàu của bạn người thay vì lướt nhanh trên mặt nước thì ta nghĩ là lướt nhanh dưới đáy đáy biển thì hiểu đúng hơn sao mà chúng ta cá rít lấy nó thay đại pháp cũng được mà à. cũng hợp lý ừ. yên tâm À, lướt dưới đáy biển. Ừ. 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 Tôi định nghĩ, tôi định nghĩ một cái câu gì đó buồn cười nhưng mà tôi không nghĩ ra gì cả. À, chắc, chắc là tại rượu room ôi ừ, chúng ta lên được. Với như vậy, à, những cánh buồm được dương lên và Jack thì bắt đầu lên phía trước thuyền, nhìn La bàn và nhìn về phía xa xa. Mọi người thấy xa xa thì mặt trời vẫn đang được mọc lên từ phía đông. Những cái à, tiếng sóng dì rào ở bên dưới, nhưng mà ai đứng ở mạn thuyền thì cũng có thấy được là gió phiu phiu thổi hay tiếng thủy thủ hò nhau à, dương buồm và những có tiếng thủy thủ là bảo bảo nhau là đưa tay lái sang Phan sang bên trái, bắt đầu thuyền xoay ra hướng về phía à, hướng về phía bắc. Mọi người cho nhân vật của mình thì cảm thấy thế nào về cái việc đi thuyền trên biển này? các nhân vật của mọi người đã có kinh nghiệm đi thuyền trên biển chưa? À, cái đấy là tùy từng người có thể cho thêm mầm mối cho nhân vật của mình và họ cảm thấy thế nào khi mà trên một con thuyền như thế này cần phải run con xeo để chống xây sóng không? <cười> <cười> OK nếu mà là người đi thuyền à, là một trong một người và chưa bao giờ rời khỏi uh, uh, đất liền bao giờ và cũng như là hay thật ra thì có thể là đi qua sông hay là qua uh, suối này đồ nhưng mà chưa bao giờ mà đi ra biển cả nhất là đi thuyền uh, thì đây cũng là lần đầu tiên uh, hắn đi ra ngoài uh, một vùng nước lớn uh, mà mình đã từng thấy vậy thì harley davidson là một người ít tiếp xúc với uh, sông nước và biển đi biển như thế này có thể lan cho mọi người concept tại vì từ khi mà bước lên cái sàn thuyền rồi con thuyền là Harley đã cảm giác mọi thứ không vững chắc cái gì nó cũng đung đưa cái chỗ mà Harley đứng lên là nghiêng bên này nghiêng bên kia nhưng mà có vẻ là Harley cũng biết mình biết ta trong trận trăm tháng tìm một cái chỗ nào để dựa vào cố gắng khi mà đi lại là vịn tay vào thành thuyền hoặc là vịn tay vào các cột buộc là giữ được không có quá nhiều vấn đề nhưng mà đến lúc ăn <laughs> ăn thì cũng phải hơi cẩn thận tí. Ơ chỗ này à, lão á chưa giờ đi thuyền. À nhìn quá. Ừ. Tôi cũng chưa bao giờ đi tại vì từ bé tới giờ, từ khi mà lớn lên là tôi đã sinh tồn ở trong uh, khu rừng vô ừ. danh. Chưa bao giờ được đi ra ngoài biển bao giờ. Mặc dù tôi ngồi một chỗ thôi nhưng mà trong đầu vẫn đang rất là quay cuồng chóng mặt. Ừ. Thì Moon cũng loạn trọa như Harley lăn cho anh một cái Constitution Saving Throw Cái đấy thì nó khi mà mở À ok, tìm được rồi 7 Dù là có chỉ ngồi một chỗ Nhưng mà cứ cố gắng là đung đưa người theo sóng Để cảm giác như là Đung đưa ngược lại thì chắc là người mình sẽ đứng yên đúng không? Mà càng cố gắng thì nó càng quay cuồng, chóng mặt Đến lúc là phải lập tức đang ngồi ở giữa tựa lưng vào đây phải chạy ra mạn thuyền là một chàng uh, 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 yeah. Hội, gọi gọi tên em huệ giữa biển cái tàu đấy ọt ẹt, chóng mặt thực sự uh, anh yên à uh, ai bảo ngồi trên bóng như thế uh, jack uh, jack lên tiếng ê, ê, đừng 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 ngồi ở thuyền nhá mới mới lau mới lau sàn sạc bóng ấy người nhìn xuống đẩy vết nhớ uh, nếu mà không ổn đấy xuống xuống dưới xuống dưới năm dương kìa à. không lau sàn, sàn bằng cái gì mà sàn nhất nhật thế này bằng... đứng không cho lau sàn nhìn tổng hơn cả bất cứ chó nhà tôi nữa họ lau sàn bằng lưỡi chăng ờ, ừ, lưỡi đó lau sàn bằng lưỡi đúng ra là hình phạt cho những thanh niên nào mà lười không làm việc nhưng mà bình thường là bọn tôi lau bằng nhìn xung quanh xem cái còn gì nhiều nhất đấy ấy ấy Ê, nước biển ta nghĩ là trên cái sàn này còn pha cả rượu rum nữa à đấy là đấy là món quà bất ngờ cho những tên bị phạt liếm sàn. phải không ừ, ta, ta... Ô, ông jack ông chỉ ở một cái thằng thủy thủ đi qua xong thằng đi co rúm lại ừ, em đang làm việc con sim em làm việc thôi ta không nói chuyện với người nữa ta xuống bong nằm ngủ đây. À rồi, à. đúng là cái thanh niên à, yếu sinh lý. À. Mọi người khác thì đâu? Chắn là tao ngủ nó nó sẽ nôn vào người tao mất À, David thì sẽ ở trên bong để mà lành vào biển khi mà thuyền nó chạy ừ. và quan sát xung quanh. À, hắn cũng tranh thủ leo lên cái hoa tiêu để xem thử, tại vì đó là chỗ cao nhất của ừ. con thuyền đi vòng ngắm xung quanh. Ê hey, tôi lên thủy được à, tôi lên cái chỗ cao cao kia được không? Ê, leo treo cẩn thận nhá, ngã xuống đừng có bắt đây này. chưa có leo á, mà ông nói trù rồi đó ông mà tôi bà té Tôi xuống ông luôn á. leo đi, leo về việc của cậu, gã việc của cậu. Mà nếu mà nếu mà sợ quá thì, thì nếu nếu mà sợ quá à, thì gọi leo đi. lên uh, cục, uh, cái cột hoa tiêu để mà quan sát ok có vẻ nó leo ổn rồi thế, sai lát không cần giúp nó đâu ui rồi dạ, nhìn thanh niên leo như thì đột <laughs> hả nó uh, lăn một cái ac acrobatics hoặc là athletics tùy để trèo lên có vẻ là cũng có mấy cái sợi dây làm thành một cái có thể gọi là cái thang nhưng mà nó cũng đứt lỗ chỗ nhưng mà với cái khả năng khéo léo của mình Harley đã chọn được những đúng những chỗ bám cần thiết để leo lên cột hoa tiêu Đấy khi ở trên này thấy rằng ở xung quanh bây giờ đã khoảng nửa ngày trời lên lên trên biển thì nhìn về phía cảng thành phố là cũng thấy thứ là xa vời rồi còn bé tí và nhìn xung quanh thì bốn bể như là biển khá là tĩnh lặng không có nhiều vấn đề xảy ra không có chứng ngại vật gì xa xa cả à, trong lúc đó thì hà sẽ giơ hai tay ra và bắt đầu nhắm mắt lại tận hưởng những cơn gió phải hoặc rất là mát yeah. phía xa xa thì có thể là uh, nếu mà nửa ngày trời thì có khoảng là cái đó là phải tới trưa chiều đúng không bắt đầu là ánh mặt trời bắt đầu sẽ lặn tầm đến gần chiều thì có vẻ là Silas thì ở sau thuyền và điều khiển các cái bánh lái Ô hô lên à. Ê Bọn Mãng hiểm già hả nói gì mà cả ngày cứ ăn không ngồi rồi đây ơi, à, Giúp Giúp mấy Mấy anh em thủy thủ Kéo buồm các thứ này đi Ôi à, Ai ai mà biết nấu bếp thì xuống xuống bếp giúp mấy nào Ờ à, lúc này Simon vừa dậy Đi lên trên buồm và nói thẳng vào thuyền phó Bọn ta được thuê tới đây là để bảo vệ thuyền Không phải là để chăm sóc cái thuyền con kẹt này của các người Hả? Ừ, rồi à, à. Ừ, khịt mũi một cái Xong ừ, nhổ nước bọt ở chỗ chỗ chân mình Lầm bầm lầm bầm à, Ngọn mạo hiểm giả Ta đây tình tưởng Trong lúc đó thì ai đây chắc ở trên chắc còn không nghe Nên là ông có phản ứng gì Ờ vẫn đang ngủ Mọi người cứ thế lanh đênh trên biển. Cũng, cũng vài ngày, không khí trên thuyền thì mọi người đều thấy uh, có vẻ là Jack này à, cũng hang uh, out vui vẻ với mọi người. Và đến bữa thì cười nói ăn uống. À, đồ ăn cũng không phải là quá ngon, nhưng mà cũng gọi là ăn được toàn các nghe cá ghét gì à, tôm mực à, trong ngày là đám thủy thủ ngồi đã đánh được một ít trên đường đi và rượu rất nhiều rượu ừ, bia đen mỗi ngày cứ trôi qua như vậy nhưng mà mọi người cũng cảm giác là có cái không khí gì đấy căng thẳng giữa Jack và thuyền phó mỗi lần mà hai người cứ nói chuyện với nhau là gần như là không nhìn thẳng vào mắt nhau nói rất kiểu nửa vời, được câu cụt lồn bảo làm gì đấy thôi, đi ra chỗ khác. À, Harley vứt tay một ai đó trong nhóm vào nói nhỏ nhỏ, anh có thấy à, mấy người này có vẻ như là đang giấu mình cái gì không? À, <laughs> ai cũng được, vứt tay <laughs> <b> <laughs> cũng được. tay, tôi thấy có vẻ là cũng có một chút vấn đề, rất là lạ. Tại sao con thuyền Linh Đinh nhiều ngày mà chúng ta vẫn chưa biết được tiến trình của con thuyền đã đi được tới đâu? Tôi nghĩ là tôi sẽ ra hỏi thuyền trưởng. Hỏi làm gì? Hắn cũng không biết đâu. Bởi vì đi một tuần cơ mà cứ từ từ đi đã. Thế mà chúng ta cần xác định được rằng hắn đang đi đúng đường. Cái việc mà hắn cãi nhau với thuyền phó rất nghi ngờ là cái việc mà chúng ta đang đi sai đường. Liệu đây con đây này không đúng phải sai đường đâu. Nó hắn đi nhiều lần rồi và bản đồ nó hắn nắm trong lòng bàn tay, không phải lo đâu tại sao tôi biết được là ông ta có thể hay, hay? Nói dối tại sao lại đi nhiều lần tại vì hắn nói ở quán rượu là hắn mới cướp được cái bản đồ này cơ mà không phải ý tôi là hắn hắn là cướp biển mà hắn ở trên biển còn nhiều hơn các người ăn cơm đấy nhưng mà thỏa thuận này cũng là do hắn đề ra cơ mà được. không ra nếu mà mọi người cứ nói như vậy thì chúng ta chờ thêm một hai ngày nữa xem sao tại vì hiện tại thì chúng ta chưa đang ở trên biển rồi à, giờ có xuống cũng không xuống được. <laughs> Vậy bây giờ chỉ có đâm lao phải theo lao chứ có đột kích thì nhiều khi chúng ta sẽ là người chịu thiệt nhiều hơn. Cái con cá đang chào ông ở dưới kìa. Trong cái quá trình đi này thì mọi người tất cả mọi người đều có thể lăn số thiện cái perception trong thể hiện cho cái việc mà nghe ngóng nhìn nhận trong quá trình đi. Có thể bật vào sheet của mình ừ. bật vào cái tờ thông số nhân vật của mình bật sang cái mảng character sheet chứ không phải bio và info nhé sẽ thấy có rất nhiều số to số nhỏ này trời ơi nãy giờ run cao cào không mà không biết vô công bát hay gì đó. thấp thấp thôi trời nếu mà để tìm được cái chữ perception thì có thể ấn Ctrl F à, bình thường là kiểu tìm trong các cái trang ấy xong rồi đánh chữ perception mà mọi người vẫn vừa mới lăn đó xong rồi ấn vào đúng khi mà chỉ vào đây nó sẽ hiện đỏ lên ấn vào đấy nó sẽ tự động lăn trên 20 cho mình Ambris lăn được 7 uh, lăn được 8 North lăn được 4 Emmas lăn à, Harley lăn được 20 Thì còn thiếu một người đúng không? Thiếu em Cô đốt Ừ okay. Vậy Cái đầu tiên lăn được ở bên trái là 13 à. Mình sẽ gửi cho Emmas một cái tin nhắn riêng Ủa mà làm xong mình có thể roll uh, bình thường nhỉ? Nên như là roll advantage mà đúng không? Đúng rồi. Thường thì có trong cái game của mình mình thiết kế là cho nó luôn lăn như vậy luôn. À, nếu mà uh, lấy nếu mà đổ chỉ đổ. lấy à không sao đâu. Nếu mà chỉ lấy một số thì mình sẽ quy ước với nhau là luôn, luôn lấy số bên trái. Nếu mà advantage thì mình auto lấy số cao hơn mà disadvantage à, bất lợi thế thì mình sẽ lấy số thấp hơn. Ngay đây cho những bạn chưa biết thì khi mà lăn xúc sắc trong D20 có thể lăn là advantage khi mà có lợi thế để lăn mình sẽ lăn hai xúc sắc lấy số cao hơn khi mà bất lợi thế thì mình sẽ lăn hai xúc sắc lấy số thấp hơn. Ok uh, trong lúc uh, mà trên thuyền thì Harley có uh, nghe được một số tin rất hay nhưng anh ta sẽ quyết định là uh, giữ cho riêng mình. Tại vì tin này có thể uh, sẽ không bất lợi, uh, không có lợi khi mà mình nói ra. Và cứ sau khi những cái cuộc bàn tán của mọi người về cái chuyến đi này mọi người vẫn quyết định là không nói gì à, quá nghiêm trọng với thủy thủ đoàn hay là Jack cả nên là một hai ngày nữa tiếp tục thôi đi. Trong lúc đó thì có ừ. thể uh, Silas có có uh, có thể uh, la mắng như là những ngày trước thì uh, Harry sẽ vui lòng uh, hỗ trợ những thủy thủ trong uh, trên thuyền để mà đi là nấu ăn nhé vì anh cũng không không khó không quá khó để mà có thể làm được đó ừ. Harley lăn cho mình một cái charisma check đây là cái sự nhìn nhận à, rồi, của các... charisma rồi như thế nào nhỉ à. ấn ấn luôn vào cái chữ charisma ở trên cái số to to của charisma ở à, okay, okay. dưới đây là cái này sự cái lăn này thể hiện cho các thủy thủ nhìn nhận Harley là như thế nào cái cái ấn tượng của họ về Harley là như nào? ý được việc Harley làm vậy thì mình không thể bỏ mặc uh, một mình Harley làm vậy được. Thế nên là sau mình quyết định uh, phụ giúp ừ. Harley. Ừ. Của vậy, Crasmon uh, cũng lan cho mình cái charisma check. Nó ở ngay cái số to đùng charisma ở bên trái bên dưới Mà ấn vào chữ charisma. Các... <laughs> ừ. Các ngày rồi. Sau, sau vài ngày à, một hai ngày như thế nữa mọi người thấy Mà không khí vẫn cứ căng thẳng như thường đích đến thì có vẻ là vẫn chưa thấy đâu tối hôm đó đêm hôm đó sau khi mà ăn xong là đi ngủ cô đốt cressman nos và abaris mọi người tỉnh dậy với những cây đao kề cổ đang giữa đêm à, có vẻ như là có tiếng sấm chớt xa xa đêm đấy ngay từ à, lúc chuẩn bị ngủ có một vài người đã có linh cảm không lành và đang núng dưỡng nửa đêm à, mọi người tỉnh dậy à, chỉ trong các cái đệm hoặc là cái giường rất là đơn sơ à, dậy thấy gương mặt thấy cái đau kề cổ mình và gương mặt của các thủy thủ đoàn mọi à, ừ. bọn, bọn chúng à, la hét mọi người dậy và gom vào một phía của tầng bên dưới của thuyền. Mọi người thấy có cả Jack ở đây. Jack mà, hả? Cái gì này? Samsung à, gì mà dậy giữa đêm này? Sao? bọn bọn mày làm trời đây? À, uống say quá. À? Mọi người thấy là Chợ từ đám thủy thủ, à, Silas bước ra, vẫn ghế hương mặt. À khinh khỉnh như thường nhạch mép Xong rồi, nhổ phát nước bọt xuống dưới chỗ gần chỗ trách bọn tao quyết định mày không xứng đáng làm thuyền trưởng của thuyền này bao nhiêu lần rồi đi anh em thủy thủ hy sinh hết với mày ờ ừ, con mày thì làm gì vẫn cứ ăn không ngồi rồi sáng lên bong lên trước mạn thuyền nhìn nhìn ngó ngó Còn người uống rồi đến khuya đấy cái cái bọn bạn bè bọn ngoài biết mày ở đây vì sao không vì thằng Jack đã làm chết bao nhiêu anh em thủy thủ trên thuyền từ tuyến chuyến trước rồi nên làm thiếu nhân lực đấy Hừ? có vẻ là bọn mày à, Harley thì lúc này cũng nghe tiếng à, Lùng xùm có vẻ dậy rồi mà Harley không bị bắt như những người kia. Silas liếc mắt nhìn qua chỗ Harley. Có mỗi thằng thằng cô lót uh, xoát biết điều. ra uh, làm việc với anh em. Còn cái lỗ hụn mày. họa cũng một lũ cũng một bạn thằng Jack hết này uh, nhá uh, Hảo Cũng à, uh, đi đi lại lại ở phía trước mọi người và cái đám thủy thủ thì vẫn đang cầm đao kề cổ mọi người. Mới đây lên tiếng cắt ngang lời của Silas. Nhưng mà bây giờ nếu mà ông tính làm gì họ, nếu mà ông giết thì bây giờ chúng ta cũng thiếu nhân lực. Thì Thôi thì bây giờ ông để cho họ tới đó xong rồi sẽ phân bu xong. Chứ bây giờ ông gom lại đây xong rồi ông bắt xuống sông nhảy nhảy xuống biển hết thì cũng thiếu lực thôi Thà ông tha cho họ đi được không à, chưa lượt mày nói tao cũng không ngu như thế rõ ràng là thuyền thiếu nhân lực là bọn mày phải bắt đầu là đi cọ sàn à. sao Jack mình liếm sàn nữa <laughs> à. xem bọn mày À, Ném mùi lao động là như thế nào Úi dồi ôi Còn khi mà đến tìm kho báu nhá Bọn mày đi trước Anh em thủy thủ hy sinh bao nhiêu đứa Đi lành đành biển bao nhiêu ngày Đấy, thấy không? Thằng, thằng Kuro Rồi thằng uh, Barry Thằng Hải Thằng Thiện đang nghĩ một đống tên, sorry mọi người có thể chụp tên <laughs> Bọn nó Đây là Silas đang nói với các cái thủy thủ khác Bọn... Mày thấy rằng Tất cả là lỗi đối... của Jack Nó bao nhiêu lần tìm tòi các cái kho báu biển vông của nó <laughs> à, anh nghe. Khi mà đến hòn đảo á mày sẽ đưa bản đồ à, bây giờ mày sẽ đưa bản đồ ở bọn nào đến đảo bọn nào tìm kho báu bọn sẽ vứt mày ừ. lại đây. Còn bọn quát uh, uh, con mạo hiểm giả kia nếu mà bọn mày muốn theo nó Jack á thì ở lại đấy luôn không này lao động say ờ, uh, Lúc này uh, sao mình mới uh, nói thì thầm vào tai uh, hai người hai người uh đồng hành bên cạnh rằng cái việc này chúng ta phải đồng ý với hắn nhưng uh, khi mà đến đảo thì chúng ta không thể theo hắn được thỏa thuận là ta ký với Jack không ký với hắn hắn sẽ không tuân bất kỳ uh, bất kỳ thỏa thuận nào giữa chúng ta đâu chúng ta phải nghĩ cách à, thằng nắng sau kia thì thầm tôi ngồi đấy mày nói chuyện với tao được thôi được tao đồng ý lao động nhưng phải đảm bảo được sự an toàn cho thủy thủ của bên ta à, đồng đội của ta à không, 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 không. bọn mày là bọn trang bị tận đít trang bị tận răng nguy hiểm bọn mày ra trước Tao không quan tâm trách thuê bọn mày để à, mày nói gì cái hôm đầu tiên nhỉ đảm bảo sự an nguy cho ngôi thuyền ơ à? à? đấy là việc của bọn mày ý rằng ta là thủy thủ của ngươi không được tấn công bọn ta à, nên cái đấy thì còn để xem manh động gì cứ thế mà chém nó thằng sai nhìn coi. đem mấy cái cọng đem mấy cái cọng khóa chân bọn nó lại cái gì mọi người thấy là bắt đầu có đám thủy thủ một vài người bắt đầu chạy lại kiếm mấy cái cọng dỉ hoen À, buộc vào chân mọi người các cái còng này thì chỉ là không phải là quá chặt nhưng mà có cái xích ở giữa vẫn có thể đi lại được một tiếng xét những tiếng xét lại đi đồng ở quanh mọi người nghe thì tiếng có vẻ như là tiếng mưa rơi vào cái à, Bong thuyền ở bên trên à, mưa rào rất mạnh các cái chỗ mà lỗ thủng để pháo uh, chĩa ra ngoài thì mưa cũng uh, phất vào ảo ảo có vẻ gió ngoài cũng hun hun hút ừ. rồi bỗng nhiên mọi người nghe thì có tiếng la thất thanh từ một người, người thủy thủ đoàn có vẻ là phát ra từ trên phía uh, bên trên Bạn thuyền <laughs> cái tiếng la đấy nó có vẻ như là đang la thì tắt ngụ à, mình nghe thấy một vài tiếng bước chân rồi là rồi à, cái gì đây thằng thông minh bị sao vậy Ê, mày lên sàn! Ừ. À, lúc đó thì Harry lên tiếng nếu mà trên đó trên bon có chuyện xảy ra thì tôi tôi đề nghị là ông đừng có phá xích cho những đồng đội của tôi tại vì nhiều khi họ có thể chiến đấu phụ cho ông chúng vẫn còn chưa biết cái gì ở trên đó có thể là một con tàu khác tới cướp chúng ta là sao ông ừ, nghĩ sao? sao? tôi thích trang sức này mà Harley lăn cho mình một cái persuasion lăn rồi lăn rồi ok 14 mười bốn trong Silas cũng phải hơi trầm ngâm một tí Nhưng uh, lại uh, quắc mắt lại uh, Mày muốn bảo vệ cho cái bọn đồng bộ này mày à? à tao còn chưa xích mày là mày đấy đừng làm tao đuổi và ngay lúc đấy này, lại có tiếng người thủy thủ khác la lên trên à, và cái tiếng la này có vẻ như là cảm giác đang la lỡ chừng thì bị à, cái tiếng la nó nhỏ dần như là giống như là văng nên là tự đi đâu đấy hả à, à, lại cái gì nữa anh em à ừ mày thằng thằng david ở lại cây hậu này có đâu anh em đi lên david là thằng nào à, david thằng nào đến một thằng thủy thủ một thằng thủy thủ à, vậy thì harley sẽ sẽ di chuyển theo với những nhóm uh, mới nhất hiện tại đi lên bon nhưng mà và sneak và cho nó quan sát để xem có gì trên đó ừ. ok bên mình sẽ quay vào cái nhóm ở dưới bong trước là có North Aberis, Godot và Cresmon với Jack và có một thằng là David đang lần lượt khóa chân mọi người lại. Mỗi người bốn người lăn cho thiện một cái D20. Để lăn được cái D20 không mà không liên quan gì đến các cái skill thì có thể viết là gạch chéo R cách D20. Này thiện viết cho một lần. Có bỏ cái ngoặc kép đi, đây là lệnh để lăn. Harley không cần lăn còn một người nữa nhỉ Còn Chris Moon có thể copy cái lệnh đấy trên chat của roi 10 để lăn có cái chéo đúng không anh nhỉ có cách chéo chỉ bỏ cái ngoặc kép thôi cách chéo rồi r cắt cái một ok trung bình cao á trung bình cao trung bình khá cao những người nào mà lăn dưới 10 là đã bị đám thủy thủ kịp khóa chân rồi thì hiện tại là chỉ có Godot bị khóa chân cái thằng thủy thủ tên là David vừa mới được Silas giao việc thì đang cậy cục đem các cái khóa khóa nốt chân mọi người lại. Mọi người có hiện tại có làm gì không? À, lúc đấy Quasimand uh, đứng dậy uh, giả vào vấp vào xích khóa chân của Godot rồi ngã vào người người của tên thủy thủ kia và cố gắng cướp lấy chiếc chìa khóa. Ê, mày mày yên làm gì hả? mọi người khác có muốn hỗ trợ bằng cách nào đấy không? nên làm gì để hỗ trợ không? cầm, một đúng cầm đúng tay giữ chân tên David là... Cho cái gì vào mồm đó? Tôi thì sẽ đi ra chiếc đi ra chiếc giường, tấm nệm lên và ở đó tôi giấu một chiếc giùi nhỏ từ đầu chuyến đi rồi ghi tên tiền trưởng trước, à. đe dọa ngược lại tên David à, oh. Ok Aberis có thể lăn do thiện một cái Intimidation Còn Crash Moon lăn do thiện một cái Slide of Hand Để cướp cái chìa khóa từ tên David Với Advantage Crash Moon lăn về Advantage Tại vì có Godot đang hỗ trợ Còn Aberis lăn cái Intimidation Ờ, uh, em có cái steel ấy thì em lăn được cái đấy không? Steel à? Gọi stealth Trộm lắm Stealth Stealth là trốn. À, trốn Stealth là trốn, à, trốn uh, Slide the pen là, of hand là các kỹ năng tay Kỹ năng nhanh tay à, vâng. à, à, Lẹ tay á Lẹ tay Nhanh tay có à, không phát hiện được Giống như stealth thôi Ừ, gần gần giống như thế uh, Slide lập hẹn Còn chuyển uh, chuyển Intimidation Chờ so, gì nữa đợi tí đợi tí đợi nốt no name boys land intimidation rồi vẻ là trong cái lúc hỗn độn này cái, cái, tên david kia bị đang chỉnh mả nhìn về phía abaris cầm dìu đe dọa và bị Cresmon và Godot chụp lấy người. Cresmon đã thành công là giật được cái chìa khóa khỏi tay của David và cả bọn ngã sầm xuống sàn do hoặc là Gorod cũng tự vướng vào sách của mình ngã lên người thằng David luôn à, hiện tại Chris Moon đã cầm được cái chìa khóa David lên ok uh, Silas. Silas Silas cứu em Silas anh em đâu Gorod bịt miệng nó lại đi Chỉ của tôi đó tôi cũng muốn đèn người một thằng đàn ông nó ký ký trời ơi thế là em nhanh tay bịt miệng thằng ấy lại À. và đưa chìa khóa cho cho Godot để mở khóa mọi người. À. Ok, Godot có, có chìa khóa và sau khi à, cũng khá đơn giản hiện tại chỉ có mỗi chân Godot đang bị khóa và Godot có thể, có thể đưa chìa khóa vào mở khóa thành công. Còn à, sau khi mà mở khóa xong, à, cả mở khóa xong cả Jack đúng không vào? À, biết cái thằng uh, Silas này kiểu gì cũng à, đúng rồi anh cái bọn ăn hại à, đã đã vô công ruộng nghề không biết là đánh nhau uh, đánh nhau chả ra đâu vào đâu xong à, bây giờ lại còn uh, tính làm phản may à, mà có mọi người ở đây à, chúng ta sẽ lên dạy nó bài học lúc này mọi người nghe thấy tiếng bên trên đầy à, rất nhiều tiếng bước chân Nhưng qua lại mà len lỏi trong những cái tiếng sấm chớp uỳnh uỳnh và tiếng mưa ở bên ngoài người cũng có vẻ là nghe thấy tiếng kiếm đụng kiếm choang choang chúng ta sẽ cắt sang với Harley Davidson Harley Davidson từ lúc mà stealth à, lên chúng ta cũng không cần phải lăn đâu Đi lên cùng với cái nhóm của Silas Cảnh tượng Kinh hoàng ra trước mặt của Harley Khi mà vừa bước chân lên thuyền Có Người thấy Một tên Cái tên thủy thủ Tên Tommy Là vừa mới chạy lên trên Cái tên ấy đứng Như trời trồng Ở giữa cửa Silas Tommy à, làm cái gì mà lấy hết Ở Mỹ vậy khi mà vừa định uh, Silas vừa định uh, đưa tay ra nắm ông vai thằng Tommy thì người nó khuỵ xuống trước mặt nó trước mặt của Tommy là một cái người không phải người à, trông mặt nó lỗ chỗ có lỗ cái các cái làn da thì có vẻ như là bị úng úng nước và hai cái mắt sâu hoắm đang nhìn về phía thủy thủ đoàn cái đầu nó ngoẹo sang một bên và cái miệng nó mở <laughs> Davidson nhìn thấy không chỉ có một mà rất nhiều các con có vẻ là xác sống đang cầm đao cầm kiếm xiên thủy thủ đoàn ở trên thuyền đây cũng là cảnh mà những người chạy lên sau nhìn thấy mọi người lên sau nhìn thấy cả thủy thủ đoàn Silas và Harley thì có vẻ là đang trốn ở một chỗ nào đấy. À, thủy thủ đoàn và Silas đang đánh nhau với những tên sắc sống này. Silas đang à, hét lên những câu mới lại. À, đẩy bọn nó xuống, đẩy bọn nó xuống. Cái chó này đây. với thể, à, mọi người okay, sẽ uh, uh, David sẽ uh, Harley sẽ uh, hỗ trợ với để mà À, đánh bại cái đám uh, quái quái vật đó tại vì nếu mà cái viễn cảnh xấu nhất xảy ra thì sẽ là đám thương hiệu chết và bắt đầu hồi xuống thì đám đám quái vật sẽ ùa xuống cái bông thuyền thôi nên là ừ. cũng sẽ hỗ trợ ok vậy là Holly có hỗ trợ lăn cho thiện một cái d 6 rồi hiện tại là Holly trong cái lúc mà chờ mọi người và đánh nhau đã mất hai máu tượng xương khi mọi người vừa mới mọi người còn lại vừa mới lên khỏi bong thì cũng thấy cảnh tượng tương tự các cái xác sống đã lần lượt bò lên từ hai phía mạn thuyền bò lên và rút kiếm rút đao ra đánh với các thủy thủ trên thuyền thiện sắp xếp vị trí mọi người một tí mọi người sẽ lên từ cái chỗ cửa này jack jack vừa lên thì lập tức lao đến chỗ của silas là đang ở đứng phía trước mạn thuyền này À, chạy vòng qua tất cả bọn kia và giơ kiếm ra à, giơ cái cái rapier của mình ra à, chửi bới loạn lên silas cũng chửi lại và hai người gần như quên mất là có cuộc giao tranh giữa thủy thủ và các xác xấu và quay ra đánh nhau còn mọi người còn lại lăn cho thiện initiative đây là combat trong dnd Điện đổi nhạc phát Combat trong D&D thực chơi theo phong cách lần lượt Thì mình sẽ xem ai đi trước ai đi sau bằng cách lăn một cái xúc xác ai cao hơn sẽ đi trước trong cái vòng mỗi người sẽ có một lượt để lăn cái initiative mọi người hãy đầu tiên là bấm vào cái token mình một cái xong rồi mở cái tờ thông số nhân vật ra có cái chữ initiative ở bên trên cái số to đùng là máu ở ngay bên trên mọi người nhìn vào giữa sẽ thấy cái số máu này bên trên sẽ có ba cái số một cái là armor class một cái initiative một cái speed initiative uhm, vậy thì... mọi người phải ấn vào cái token mình trước rồi mới ấn vào chữ initiative ở trong cái tờ thông số nhân vật thì nó mới ro 20 mới ghi nhận là à cái token này cái hình này trên map là có cái initiative này vào cái token trước nha không đúng token của mình đó ừ đợi vào vào cái ship rồi anh vào cái ship mình đúng không vào cái tờ thông số nhân vật của mình Ờ à, cái 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 file của mình đó mình nó cái chữ initiative ở dưới cái số số ừ, đúng rồi Godot Nos và Harley làm được rồi đó Christmas Nervous rồi ok vì cái combat này cũng là gọi là giới thiệu game cho mọi người nên là hiện tại coi như mạch chuyện đang là cái bọn xác sống này đang bận đánh với thủy thủ nên là chưa đánh với mọi người bọn nó sẽ tạm thời chưa có initiative bây giờ sẽ qua từng lượt của mọi người và thiện sẽ hướng dẫn cách chơi combat trong D&D đầu tiên là cao nhất từ trên xuống dưới Crest Moon với cái sự lanh lệ của mình lập tức rút vũ khí và tham gia cuộc chiến đi đầu tiên trong một tên thì mình có ba thứ một là di chuyển hai là hành động và ba là một cái hành động nhanh, hành động ngắn hơn Thường hành động mình sẽ dùng có thể là để đánh, có thể là để thủ thế Có thể là dùng để dash là chạy nhanh hơn hoặc một số thứ khác Crash Moon bây giờ bước đến một cái con xác sống Có thể tự di chuyển token của mình trên map Bước, à từ từ À không, Crash Moon là đánh tầm xa dạ, có cả đánh tầm xa Crash Moon <laughs> ừ, có cả sa tầm gần. thôi tạm thời là để vào cái hướng dẫn thì cứ di token của mình đến một cái con xác sống trên bản đồ và dùng cái một cái vũ khí tầm gần của mình là shot sword ừ, anh, ơi em không Ê. thấy con xác sống không à, thấy nét à? à? map đi thế rồi không thấy map đi ừ, là à? chắc chắn quên đó <laughs> oh Oh my fucking god. Oh rồi ôi, mọi người nhìn Phải cái chào, bài, 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 bài. <laughs> Mọi người nhìn cái vườn từ đầu game đến giờ à? <laughs> Thiệt là em, bao nhiêu chào, trò rồi. rồi.

được rồi thiện s lại initiative mọi người rồi à, Red moon di chuyển đến một cái con sắc sống à con con như này à, nó dùng cái vũ khí short sword của mình cái short sword thì khi mà có thể chỉ vào đúng cái chữ short sword đấy nó sẽ hiện đỏ lên và bên nó có gần cái số cộng mấy cộng mấy đấy ấn vào nó sẽ đúng lăn rồi. cái attack tận tấn công Uh, bị là normal roll hay là advantage nhỉ anh nhỉ? Bình thường normal ừ. tí để anh chỉnh cho nó sẽ luôn luôn lăn Advantage oh, Lại nhỉ Được Rồi rồi Vậy đi cái con số bên trên là cái độ chính xác Trong D&D sẽ có độ chính xác và bên dưới là Dam Khi mà cái độ chính xác trúng Thì mình mình quan tâm đến Dam sát thương là bao nhiêu Độ chính xác 20 là Trúng con con xác sống này à, Great Moon là Bước tới trong cái Cơn mưa rào này Từng bước Có vẻ như là trong khi chiến đấu thì Các cái giác quan Được sắc bén hơn Bước đến Đâm con zombie này Con xác sống này phát nó Giữ người Và kéo sang ngang Thấy cái ruột gan của nó lòi ra Và nó ngã xuống Cái người thủy thủ Mà đang đứng đánh nhau với nó trợn mắt nhìn phía Crash Moon và không nói gì xong rồi lập tức là quay sang đánh với con zombie khác vừa rồi là Crash đã dùng di chuyển của mình để di chuyển đến đây và cái hành động của mình để đánh con zombie các cái hành động nhanh thì mình sẽ đề cập sau cố đốt là một bot thì có thể dùng hành động của mình để dùng một cái phép và cũng có thể di chuyển Hoặc là cũng có thể dùng hành động của mình để dùng vũ khí đánh vũ khí của em ở đâu những cái hành động à, của mẹ là mọi người spell, hoặc là... ừ. có với cận chiến chứ à, trong cái sheet của bạn có bạn có thể kiểm tra xem. Đúng rồi. Nó nằm ở vùng nó nằm ở vùng nó uh, nằm attack. tầm giữa giữa ở ừ, mọi người ừ, sẽ nhìn thấy máu là cái số to nhất này xong nhìn xuống một tí vẫn ở cái cột ở giữa sẽ bắt đầu thấy của đốt là thấy các cái rapier, rồi người... healing word, hellish rebuke, sleep. Đấy để là các cái thứ rồi. mọi người có thể dùng để gây đam trong combat thường là thấy em thấy mọi người dùng dùng app trên điện thoại nó liệt kê rõ hơn đấy. xong mọi người ấn combat bát uh, nó ra những cái gì mình dùng cho combat được ấy. Ừ. cũng à, có cái một cái thì... ứng dụng khác. À, thì nói. À, ông nói. Đi. À, thì uh, trong đây uh, mình xài gần 20 cho nên là nó sẽ có những cái tích hợp riêng của nó. nên là bạn uh, cũng chịu khó bạn uh, xem cái mục đó thì cái mục này là một attack inspecting nghĩa là những đòn đánh và những cái spell phải tấn công được. Nó sẽ uh, nằm ở đây để bạn roll, còn những cái canh trip thì bạn có thể uh, kéo lên trên. Cái phần mà một dungeon Dragon tên đỏ, thì nó có phần spell á, thì ở đó bạn bấm vào đó bạn sẽ kiếm được những cái spell mà bạn muốn uh, như là canh trip và spell uh, level chẳng hạn. Đó thì bạn uh, sẽ sử dụng. Ha. Được, mọi người có thể nhìn vào cái share screen của thiện thì cái mục giữa này thường là những thứ mọi người có thể tấn công nó sẽ ghi tóm tắt ở đây nhưng mà nếu mà những ai có phép thì có thể là bấm vào cái tab này spells nó sẽ hiện rõ phép hơn và có thể bấm chữ y để đọc từng phép một phép làm gì thì với Godot là có một cái phép những cái phép level 0 hoặc là cantrip thì là không tốn mana những phép level cao hơn như là level 1 hoặc là level 2 thì sẽ level 1 là Godot có 4 giọt mana, một ngày chỉ được dùng được 4 lần. Level 2 có 2 giọt mana dùng được mỗi 2 lần. Đã gọi là như vậy. Thì hiện tại Godot là vừa đánh bằng rapier là cái kiếm của mình thì cũng được, không vấn đề gì. Người có phép thì cũng có thể dùng vũ khí nhưng mà hơi yếu hơn những người mà chuyên vũ khí một chút. Thì trong cái thời gian này mà khi đến, lúc, đến lúc cho đến lúc lượt sau thì Godot có thể dành thời gian để đọc một ít về spell nó sẽ là tiếng anh vậy thì Godot đốt là sẽ di chuyển đến một con sắc sống đúng không để dùng được kiếm của mình là ở tầm gần à. ừ tự di chuyển mình trên mạng ok với độ chính xác bảy có vẻ là sàn khá trơn trượt vừa mới bước đến chỗ này là chân cô đốt hơi bị trượt đi một tí đâm vào sượt cái mạng sườn của con sắc sống nó quay sảng nhỉ à. wow. Harley ông có thể làm mất cứ gì tại vì ông cũng là biết cách chơi rồi. Ok, okay. à thì uh, vì coi uh, đó đã bị uh, đã trượt nên là Harley sẽ chạy tới cái bên uh, Godot đó và dùng shotshot để mà tấn công con uh, zombie. Để giải thoát cho anh ta có thể là những con zombie khác sẽ uh, chú ý vào hạt uh, anh ta và tấn công. Ừ, ừ. độ chính xác là 8 có vẻ như là chạy ra để giúp Cô đốt nhưng mà à, con zombie nó vừa mới quay lại xong, cái hướng quay của nó nó hơi ngoặt bên ảnh ngoẹo bên kia một tí, khó đoán được. Harley vừa chạy đến à, giữ cho Cô đốt khỏi ngã, nhưng mà cái phát chém của mình cũng chưa xong một bên. Rồi thì anh ta sẽ dùng <laughs> của mình để mà disengage về phía sau một tí, giữ à, khoảng cách với đoạn của chúng. Ừ cái bonus bon, section hai. là cái hành động nhanh mà tiện vừa để gặp lúc nãy một số chủng tộc và một số class à là nó sẽ cho cái bonus section đấy thường cái nào mà cho phép mình dùng bằng hành động nhanh bonus section thì nó sẽ nói rõ ra đấy thì khi mà chơi nhiều mọi người sẽ đọc được thêm nhớ thêm lực, à, à. kết thúc lực của mình ok và đến north north là một người dùng phép thuật thì cũng có phép thuật giống như ừ. Giống như là cô đốt. Nếu mà mở vào cái tờ thông số nhân vật của mình. À, cũng đang đọc từ nãy rồi. Nó muốn dùng phép gì? Dùng đòn gì? Và muốn đi đâu? dùng Ray of Frost. Rồi. Có thể dùng Ray of Frost. Đây là một đòn đánh tầm xa. Bắn ra một tia, tia băng. Bắn vào con nào? Đúng rồi, con trước cô đốt. Ok con đứng trước Godot, Godot thì sẽ có một chút được che chắn tại vì Godot đứng đấy nên là bạn sẽ hơi khó hơn nó có thể di chuyển để cái tầm bắn của mình nó rõ ràng hơn rõ hơn di chuyển tự di chuyển trên map đây là lượt của nó nên chỉ nó di chuyển được thôi chứ Godot không di chuyển được nó lát rồi <laughs> không thì bạn có thể nhờ tiện di chuyển cũng được À, okay, nếu mà bị, à. bị lắc ừ. có thể ừ. đi lên bon để mà giết một con zombie ở, ở trên bon nè ở trên cái 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 Đào. buồng lái cái cái cái, 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 chỗ lái, lái tàu nè con ừ. Đây này nè phải lên cầu thang đi qua đi qua vòng qua để lên cầu thang để mà tấn công nó sẽ không bị hướng tầm nhìn của như là khi mình tấn công con phủ qua đó ừ. Nó đã hết lag chưa nhỉ? Thử nói sao? em di chuyển lên cầu thang rồi. Ok ok Ủa? Wow. Duy chuyển anh không thấy luôn chắc là Máy bên em lag đấy Duy chuyển ra chỗ nào ấy nhỉ Ping muốn ping vào trên cái map này thì giữ chuột trái một lúc Nó sẽ hiện ra cái vòng tròn xung quanh chuột của mình À rồi rồi Úi à, đi đi hơi xa đấy nào, Cái tốc chạy trong một lần di chuyển của mình là 30 Ok Chạy này là ok 30 tròn Nhưng mà có một cái nữa Đây là một cái cơ chế trong game đi đi khi mà mình bước ra khỏi khu vực cận chiến của một kẻ địch thì kẻ địch đấy có thể dùng phản ứng của nó để đánh với mình một cái và như vừa rồi uh, nó đã bước qua cái con xác sống này Nên là nó sẽ đang như này nó với tay uh, cả của nó một cái khi mà đang đến qua uh, để thiện lan ra public 11 có trúng giáp của nó không? Cái giáp ở bên trái cái initiative. Ờ à, hình như là ờ à, gì ta? Nó uh, di chuyển lộn phải. À, mình nói là cái cái buồng lái chứ không phải là cái cái đầu cái mũi tàu. Hiện tại cái chỗ mà bạn vừa di chuyển là của Jack và Silas thì nó nằm ở mũi tàu. Cái, ừ. cái 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 buồng lái nằm ở đây nè. À, ừ. thì bạn di chuyển ở đó thì nó sẽ không bị hướng uh, cái tầm đánh của những con zombie phía trước. Mình lên đây. Ừ. À. Mà nó nó đã chạy ừ, ra đấy không? rồi thì thôi chạy lỡ chạy ra rồi. Không sao, người mới mà có thể bị mà Không sao đâu. À, thì cũng không, không. đâu đâu, thì, thì có thể chỉ là sẽ gọi là, là uh, uh, giới thiệu cho những cái 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 cơ chế của game thôi. Có thể cho review được ừ. Nó cũng có thể đi lại nếu muộn người mới nên được cái đặc quyền như vậy. Ừ vừa rồi là, là tiện. Phải, uh, <laughs> vừa rồi là tiện thì cũng là chỉ được một cái cơ chế của game thôi mà nó muốn đi lại thì cũng có thể đi lại được tốc chạy thì vẫn là 30 à, quay lại từ vị trí ở đây tại nãy có khi là nhìn nhầm á tại mình nói là cái cái buồng lái nó rồi đứng đứng ở đứng ở chỗ này cũng được mình có phải đủ tập bánh để đánh con ở ở trên bon rồi ha không như mà bây giờ Nott đang muốn tấn cái tấn công con zombie ở trước Godot cái kìa. À, rồi rồi. Okay okay. Ngã. rồi, ok ok. Rồi. Ok, ok. Không phải đây okay. gì, không phải đây gì. Rồi, okay. vậy thì okay. cái số 11 này, con zombie này cào tới Nott khi mà đang đi qua là 11 thì Nott uh, nó xem lại cái giáp của mình là bao nhiêu. Giáp nó ở là armor class ở bên trái initiative trên cái tờ thông số của mình. Em có tìm được cái số đấy không? Cái số mà trong cái hình trông như cái khiên đấy ba cái mục đầu ở trên máu á ừ. Ui à, có vẻ là bay lắc kinh quá thấy không em Ờ à, thấy được rồi này thấy có thấy cái số giáp này có thể nhìn vào cái share screen của anh chỉ luôn rồi này đây giáp của em là 12 ngư ừ. ừ ok à, đã nghe được sorry à, có thể là nãy giờ em nói mọi người không nghe được vậy thì cái độ chính xác 11 là không trúng phải cao hơn hoặc bằng mới trúng con zombie này nó với qua trượt rồi nó có thể tiếp tục tơn của mình là để bắn con zombie à bắn là 11 lúc nãy rồi đúng không 11 thì trúng hai đam nó sẽ là mọi người thấy là khi mà nó vừa mới bước qua con zombie này vừa quay tay lại 360 no scope à một tia băng bắn ra có vẻ là không gây quá nhiều đam nhưng mà cái chỗ chân của con con zombie con xác sống này một chân nó bị đông lại cái tốc độ di chuyển nó chậm hơn nhưng chưa chết abaris bây giờ abaris có thể làm một thứ đấy là đây là cái vẫn trong cái lượt hướng dẫn thì anh mà abaris chạy đến gần cái con ở đây và đơn giản không nhất thiết phải đánh mà đẩy nó xuống biển đó là hành động show đúng rồi đấy là hành động đẩy, shove thì mình sẽ giải quyết cái đấy bằng cách Aberis lăn một cái athletics và con zombie cũng lăn một cái đối kháng lại ai lăn cao hơn thì người đấy thắng Aberis lăn rồi anh một cái athletics hai cao đấy cao đấy cao đấy cao đấy, đấy lăn rồi rơi rồi. rồi xem con zombie thế nào rồi âm một <laughs> Aberis uh, bước lên cầu thang À, con zombie đang vừa mới trèo lên xong Người nó đang cố kéo người nó đứng dậy Với tới à, là một phát Huyết đầu gối <laughs> Nó rơi lại xuống biển Lại <laughs> <laughs> dạ, đến lượt sau Sau khi mọi người Một cái lượt trong D&D nó thể hiện là 6 giây trong có mắt trôi qua dạ, Sau khi mọi người đã đánh được một số con zombie trên thuyền mà có vẻ là thủy thủ đoàn cũng bị thương rất nhiều rồi Nhiều cái xác đã ngã xuống ở đây ở đây ở đây trời vẫn đi đùng sấm chớp và các cái sóng từ hai bên vẫn ấy, uh, ập đến ầm ầm mọi người nhìn về phía đông nam có vẻ là một cơn sóng rất to đang ập đến cao hơn cả thuyền à, oh. nước chảy lên thuyền ập vào theo hướng này tất cả mọi người đang ở trên mạn thuyền lăn cho thiện một cái strength saving throw Không thì bị cuốn đi ừ, Mọi người cần trên 10 10 trở lên Làm sao? Ừ. No Ê, em không có strength save mà em chỉ có strength of hand thôi À Ờ, uh, saving throw Cái một, cái một mà start ở bên trái á Thì bạn thấy có một cái vùng nhỏ nhỏ Ở, ở gần gần đó có ghi là saving throw á Thì bạn chọn cái strength ở ngay, ở ngay đó Cái cái xíu của mình á mọi người nhìn vào cái tờ, à, nhìn vào cái share screen của thiện cũng có thể thấy thiện đang chỉ vào đấy, cái khu vực này, các cái saving throw thì lấy cái strength ấn vào đấy, chỉ chuột vào nó sẽ đỏ lên. rồi, vậy thì Abaris và Godot mỗi người bị đẩy 10 feet là 2 ô về phía này, thiện di chuyển mọi người luôn. Godot bị đẩy ra đây và uh, Abaris bị đẩy ra đây, cô đốt uh, sóng cuốn đến mà uh, Abaris thì vừa đẩy con zombie kia xong không kịp bám vào sóng ập đến uh, đẩy ra vào giữa thuyền, còn cô đốt từ giữa thuyền bị đẩy ra chỗ gần thành thuyền, may mà uh, đập vào đấy chứ không uh, lăn luôn xuống biển. Mọi người nhìn xung quanh thì vẫn thấy các con sóng tiếp tục uh, lao đến và ừ. các con Zombie thì vẫn tiếp tục lại bò lên thuyền. Lần này các con có vẻ là xương và bây giờ bọn nó đã để ý đến sự xuất hiện của mọi người và đã tham gia combat cùng cả mọi người nữa. Tiện sẽ lan initiative cho bọn này. Like skeleton appear. <laughs> A wide skeleton appear Many wide appear. À, bọn nó có vẻ là initiative rất chậm. À, mọi người vẫn đi trước. Chris Moon, bây giờ anh có thể làm bất cứ thứ gì à, thấy trên character sheet của mình hoặc không nhất thiết phải làm những thứ mà trên character sheet có thể miêu tả những thứ mà em muốn làm và người kể chuyện thông thường này là anh dungeon master được. sẽ giúp em có thể là phải lăn cái gì đấy hoặc là yêu cầu cái gì đấy để em làm được hành động đó lúc này sau khi godot đập vào cạnh thuyền gần <laughs> với cả cả em thì anh đỡ godot dậy và nhanh chóng giúp cây cung ra bắn thẳng tới con zombie ở giữa giữa thuyền ok anh em ấn vào cái long bầu Rồi đăng 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 Ok Rồi 18 Chính xác Và Đúng vào giữa chán con zombie À thực ra Những cái miêu tả đòn tấn công Mọi người có thể để thiện miêu tả như là cái vòng vừa rồi Hoặc là có thể tự miêu tả Theo cái flavor của riêng mình Thì em có muốn tự miêu tả không? Cái đòn đánh trông như thế nào? 18 là độ chính xác khá ờ... cao Và 10 đam là khá mạnh Lúc này uh, em rút cái cung ra, nhắm một bên mắt, nhìn thẳng vào chán con zombie. Thả à. cung, phẹt một phát. trúng giữa đầu. À. Con ngụ zombie gục xuống ngay tại chỗ. À. Rồi, Đó gục xuống. Cô đốt. Hiện giờ vừa mới bị sóng đẩy ra và có Crescent là giúp đứng dậy. Mọi người là vẫn thấy sóng tiếp tục ào đến từ phía này. Có thể là tiếp tục các cái cơn sóng tiếp theo sẽ vẫn ào đến. chạy ra chỗ này. Ok. Và Dùng chiêu à, nhắc mới nhớ chứ tiện ơi, là, ừ. à, cái vụ cái vụ đi thuyền này là mình chơi hồi hồi xưa có chơi một một cao cũng đi thuyền và cũng chơi như một heaven uh, rock luôn giờ oh, mới nhớ yeah. ra cao <laughs> va lắm level một bị à, à. ngã chết với à. <laughs> bây giờ phải học từ kinh nghiệm thôi ôi than web bắn vào đâu bắn vào hai con zombie bên dưới à bắn vào hai con này bắn ừ. được một con hay hai con à cái Thunderway, này là cái này là trưởng bèo. AOE, đây là trưởng Lan đánh Lan thì sẽ lấn được một cái khu vực như thế này chắc là em muốn dí này. vào ở ừ, đúng rồi. Uh, là bạn sẽ đứng một chỗ và những đối tượng xung quanh bạn 15 feet hay 10 feet á uh, sẽ phải con sao để còn uhm. có bị uh, đẩy đi không mà nếu bạn đứng như thế này á thì có uh. thể ảnh hưởng tới nose uhm. cái này là meta hướng dẫn cho người người mới thôi. Cái, Thì này, H3 hay H3 là... cái này actually là vị trí. Cái này actually mình sẽ bàn sau game nhưng mà cái interpretation của thiện là một cái cube 15 feet nó trông như thế này và nó đặt ở bên cạnh người yeah. chứ không okay. phải là xuất hiện ra từ người. À, cái này mình có thể bàn sau game không vấn đề. Rồi và hai con zombie này sẽ cùng lăn concept. Ui dạ, cast level 2 luôn à. Đang đấy. Đây là thiện sẽ lăn concept để tượng trưng thôi nhưng mà bọn này dù success hay fail cũng đủ đa để giết nó người thấy uh, gỗ đốt thấy rằng uh, con Zombie mà đang đứng ở mạn thuyền này thì tức bùm uh, các cái uh, um, có cái bất bất động trong cái âm thanh gỗ đốt cô đốt dùng cái gì để dùng phép nhỉ thường các cái boss là có thể là dùng cái nhạc cụ của mình hay là dùng lời ăn tiếng nói của mình, mình muốn miêu tả em cái đòn phép nói của mình uh. Uh, em, uh, em em dùng phép em triệu hồi ừ. dòng điện ra để nhưng mà ý là mình phải đọc thần chú hay sao anh à, không không sao em có thể miêu tả cũng được à, bình thường là dùng phép trong dnd sẽ có một câu thần chú riêng cho mỗi phép à, godot à, vừa nhẩm câu thần chú vừa triệu hồi các cái năng lượng của à, mưa sấm hiện giờ à, xoáy một vòng tay và đẩy ra con zombie ngay ở mạn thuyền lập tức là à, banh xác xong rồi tứ chi của nó bay xuống biển con này có vẻ là đứng trụ vững lại nhưng mà cái lượng đam cũng quá nhiều cái phần người của nó bị nát ra và bẹp dí khi mà dùng phép như thế thì nhớ điều chỉnh cái lượng mana của mình là như thế này khi nếu mà em đang nhìn vào cái tờ thông số của em anh sẽ chỉnh vào tờ thông số một chút em vừa dùng một cái phép level 2 Dùng level 1 nhưng mà upcast lên level 2 Nên là mất một cái Giọt mana ở level 2 như thế này Kéo xuống sẽ thấy Đây chỗ này Đó. còn một giọt mana trong ngày Em có muốn di chuyển đi đâu nữa không? Vừa rồi mới di chuyển có 15 feet Còn 15 feet nữa Còn 3 ô nữa ừ. rồi. Harley Harley sẽ nấp sau cái cục uh, buồn ở đây uh -huh và bắt đầu tấn công con uh, skeleton này. Uh, 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 okay. mình sẽ uh, dùng uh, cái để hai và sau đó là bắn nó. ừ, <laughs> ok hai trước đi stealth hai uhm... không advantage trời quá thiện thiện cho hai được cộng một đi trời đang mưa gió ui rồi không cần rồi mất tiêu luôn rồi, biến mất tiêu rồi ngó ra bạn, mọi người uh, thấy uh, Harley uh, tự nhiên uh, chạy uh, ra cột buồm sau rồi, có oh, thằng thằng trai đâu rồi. À uh, với bóc dáng nhỏ nhắn của mình thì Harley nấp sau cột buồm tại vì do một phần uh, đang đang trời mưa và ban đêm thì uh, uh, Harley sẽ rút uh, cái cái bow và ra và tấn công vào con skeleton đó. khi nói cho những bạn mới thì khi mà đang trốn cái địch không nhìn thấy và mình tấn công sẽ được advantage có lợi thế khi bắn là mình được lăn hai lần lấy cái cao hơn. Hmm, có vẻ là lăn hai lần vẫn <laughs> hơi thậm nhưng mà với con xương với con xương này thế là ừ rồi Nên nào snake pierce snake um, hmm, có vẻ cái snake nó bị thành hai lần cái snake nó bị lúc <laughs> ừ. lấy cái uh, 7 bảy á tại vì à, cái lắm. kia chỉ có một cái sáu à, mà. đây 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 tiện đây rồi cái này sao cái này này cái snake sẽ để bên dưới lấy 14 nam tổng cộng Uh, uh, Harley bắn một phát uh, vào con uh, skeleton mặc dù uh, nếu mà thật lễ thì bắn sẽ ừ. dính chín vào xương <laughs> à. xong rồi uh, hắn uh, Harley đứng ra nép sát qua cái qua cột tường ừ. à, và kết thúc lượt của Thế mình nó mọi người có thể thấy là cái phát bắn của Harley khá chính xác và gây rất nhiều đam đủ để giết con này nhưng mà có một thứ mọi người nhận ra là cái đam nhọn đam xuyên đam piết sinh ở trong game này thì không quá hữu ích tại vì bọn so với bọn xương tại vì cái xương nó thì thủng lỗ chỗ mà dễ xuyên qua nhưng mà vẫn đủ để đó giết đúng, con này đúng, với đúng cái đam là... rất to của mình chính xác đấy nhưng mà cắm vào trong cái khe xương cho nên là không không giết được nó <laughs> à, vẫn đủ để giết nó nhưng mà đấy là cái thông tin mà mọi người có thể nhận thấy được từ cái đòn đàn anh đấy các con khác thì trộm các con xương khác trộm cũng có phải tương tự các cái đòn đánh mà chọc thì sẽ khó gây đam cho bọn xương hơn nhé ừ. Ui dạ, zombie chết hết rồi Rồi, tên zombie không có gì Nos, Magic Missile Magic Missile là một cái phép có thể bắn ra ba tia ba tia này không bao giờ trượt nhưng mà đam thì thường là yếu em có thể chọn ba tia đấy giải ba tia đấy như thế nào có thể chọn một con hoặc giải ra tùy ừ. cả ba tia con đấy hay là em chọn giải như là cả ba tia của con đấy em muốn miêu tả cái ba tia đấy trông như thế nào không tùy vào cái miêu tả của em thôi không nhất thiết phải có quy chuẩn tiêu chuẩn gì cả em tụ lực vào ừ. đầu bàn tay sau đó tạo ra ba tia sắc nhọn đâm thẳng xuyên thủng vào con skeleton ừ. ừ. Dạ. Còn xương này đang đang đự, định dương cung là bắn đồng đội của nó nhỉ yeah. <laughs> ba cái lỗ thủng uh, trên người nó và cái bộ xương của nó đã vỡ ra nó không còn trụ vững nữa, nữa. đổ dạp xuống là abaris abaris muốn làm gì trong lượt của mình đến chỗ con skeleton này sau đó không một gì thật mạnh của người nữa ừ, ok có thể lăn cái great axe ừ. bấm vào cái bên trái trước là lăn độ chính xác trước rồi mới lăn đau bấm vào bấm vào cái tên của vũ khí á à, sẽ luôn và tắt 6 Chứ... trượt. Sáu, trượt. Thường nó hiện màu đỏ natural. là nếu mọi người natural. chỉ vào là sẽ thấy là natural one là cái con số bé nhất có thể trên cái D20 thì nó thường sẽ hiện màu đỏ. Còn cái số màu xanh là cây là cái số cao nhất trên D20 có thể là số 20 nó sẽ hiện xanh là cây. Với 6 thì có vẻ là con xương này nó dương dương lên cái cung nghe cái, cái cung nhỏ bé của mình xong rồi gạt cái phần thân của cái dìu sang một bên không đến lượt của bọn xương là bọn nó là gì rồi con xương ở bên trên sẽ bắn gô đốt một phát bằng cái cung của mình 13 bọn chúng uh, như là bằng giáp của gô đốt đúng không à. bằng là vẫn súng bốn đang một mũi tên lao vút đến <laughs> con xương ở bên dưới sẽ bước một bước lùi lại ra khỏi Abaris tại vì bắn cung ở trong khu vực cận chiến sẽ khó hơn thường là bị disadvantage bị bất lợi thế nhưng mà khi nó bước ra khỏi khu vực cận chiến của Abaris thì cũng giống như nãy lúc nãy Abaris có thể dùng phản ứng của mình để đánh con sương một phát để lăn lại cái Great X của nó, hoặc là bất cứ vũ khí cận chiến nào cô đốt tự trừ bốn máu vào cái số máu to đồng ở giữa tờ thông số của mình ui rồi miêu tả cho ai Đòn đánh gì trời dáng này như thế nào? À, cái đam là vừa rồi có luôn rồi, 15 đam đấy. Độ chính xác 19, đam là 15. Có thể muốn miêu tả đòn đánh không hay để miêu tả anh miêu tả Đang chắc đang suy nghĩ xem đòn đánh nào đẹp nhất. Thì <laughs> 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 con xương vừa bước qua. Ừ. cầm dìu lên dáng một đòn thẳng ngang người nó đứt ra làm hai à, thấy là nó đứt ra làm hai rồi cái chân nó vẫn cứ lùi 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 thêm một vài bước nữa sau đó mới đổ dạp xuống cái người nó rơi thẳng xuống đất đầu lan lan dưới chân cái đầu lông lăn lăn dưới chân bây giờ vừa hết vòng hết cái số initiative bé nhất quay lại số initiative cao nhất mọi người lại thấy một cái đợt sóng nữa như là đã như giống như vừa nãy lại quật từ phía đông nam quật lên hướng tây bắc tất cả mọi người làm cái strength safe Harley nếp nếp sau cái uh, cái uh, cột gỗ có có được uh, không? advantage <laughs> advantage harley được advantage ui hổ nos rồi crash moon emas um, harley được advantage rồi không vấn đề amaris không vấn đề còn thiếu một người Godot đúng không strength safe không vấn đề nos người duy nhất fail trong cái đợt sóng này văng 10 feet ra mạn thuyền. Crash Moon, người đứng gần nhất, có thể dùng cái phản ứng của mình miêu tả cho anh một cái cách nào đấy để giúp nó. À, lúc này em lăn thẳng ra phía mạng thuyền nơi mà nó rơi xuống, vươn tay và tung lấy. Ừ. Lăn cho hiện một cái cái này là cần có thể dùng slide up hand nhanh tay mong là cứu được thôi nó sẽ bị nước cuốn vùng và crash moon uh, vẫn giữ được uh, cái chỗ chân của mình một tay là uh, nắm vào mạn thuyền một tay uh, xong rồi nhanh bước ra đưa tay còn lại uh, túm lấy tay của nó ừ. và bây giờ là đến tơn của crash moon luôn có thể uh, dùng uh, một ít di chuyển để kéo nó lại bây giờ em lùi lại em nắm lấy tay nó lùi lại vào mạn thuyền Ừ. kéo nốt lên và sau đó uh, rút cây cung ra bắn thẳng về phía con skeleton ở gần ở gần phía của Avaris. OK, bạn ấy Tám là chưa đủ chính xác. Ô từ thật, À, rồi. Tám là actually đủ chính xác con skeleton. Nhưng mà vẫn giống như vừa rồi. Cái đam đam xuyên đam của mũi tên có vẻ là không có tác dụng lắm với cả một cái con người đầy xương lỗ chỗ này về mặt cơ chế game là nó chỉ ăn một nửa đam của em thôi nó hiện tại vẫn sống à, ừ. lúc này em kéo cung bắn thẳng uh, làm gãy một bên uh, gãy một bên bả vai của con skeleton à, này thực ra anh quên anh quên sorry sorry ừ. con này ừ. bị abris chém chém chết rồi con này ừ. bị abris chém đôi rồi ừ. thế coi coi như đấy là bắn vào cái con bên trên này nhá coi như mà con bên trên đấy em bắn em sẽ bắn qua godot ừ thực ra là em có thể di chuyển ra một chỗ nào đấy để có cái vùng bắn có thể là di chuyển ở đây thì bắn rõ hơn tự di chuyển ở đây gì phía mạng thuyền bên kia ừ. và bắn thẳng vào con skeleton bắn rồi. gãy một bàn tay rồi của con ừ. skeleton Vậy là nó đang rất cố gắng để cầm cái cung lên Nhưng mà khi mà bước sang mạng thuyền bên này Crash Moon có nghe tiếng Có vẻ như là từng tiếng thịt thịt nặng nề à, Đang Và Crash Moon khi mà nhìn xuống chỗ mạn thuyền Thấy có một con xác sống rất to lớn Đang kéo người nó lên từ dưới biển chỗ <laughs> <laughs> Anh bất xong một cái initiative. À rất cảm thấy là các bạn thì mình 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 đang đứng ở ghi vào một bên. Thì con này có vẻ khá to đúng rồi. Cả cái thuyền nghiêng sang một bên Nhiều à, người cũng thấy à con này bắt đầu hiện tại là vừa mới bò được để tay lên thuyền. À tay kia lên thuyền bù sắp chuẩn bị kéo người nó lên nhưng mà nó sẽ hành động vào cái lượt của nó. khá thấp đồng thời cũng có thêm những cái xác mà nằm của thủy thủ nằm trên mạn thuyền hiện giờ mọi người thấy lại đứng dậy thiện sẽ à, copy paste một vài con zombie bì ở đây ba cái xác thủy thủ chỗ này Rồi. nếu mọi người nhìn quanh thì có vẻ là silas với jack vẫn đang trèo buồm đánh nhau rất hạc ở trên đấy <laughs> chưa thấy ngắn không insert nhạc của uh, Pirate Caribbean ờ. <laughs> ừ. À thực ra người vẫn nghe nhạc Pirate Caribbean nãy giờ uh, Emas vào mình trong cái cái thread Thiện có xem cái link Watch Together đấy <laughs> Cái link đấy là để bật nhạc ngay cùng nhau Tạo vibe khi chơi game Đừng pause khi mà Tại vì nó sẽ pause tất cả mọi người Nhưng mà cái âm lượng mình có thể tự chỉnh Cái link ở, Watch Together ở trong cái thread Chuẩn bị game rồi Godot em là không hả? Ok. Ờ okay, so... nhân vật của em có có bonus gì không? Có bonus uh, action hay là gì không? Ờ ok. Có. Em sao nào, em là Ranger để anh tìm ra sao. Có bonus action là có một cái em có một cái phép là ensnaring strike. Khi mà em nói chung là rồi. Em sẽ tối giản cái này một tí. Là khi mà em bắn trúng một cái sinh vật nào đấy em có thể dùng bonus section bật cái phép này lên là để kiếm cái, cái mũi tên nó biến thành các cái cành gai quấn lấy cái đối tượng và nó sẽ bị trói nếu mà phép công còn uh, hiện tại thì em chỉ có nhân vật này chỉ có bonus section như vậy đấy, vâng ừ. cô, đốt. Đời, thúc rồi. cô đốt cô đốt ở đây đốt không ta nhỉ ta đang tắt mic à em đây ạ OK. Đến không lượt. Sao để xem chiêu khỏe nhất của mình à? Chiêu khỏe nhất của em á? À? mình xem dam hay là xem mana của nó ở đâu em không thấy? Em bấm vào cái tab spell ở bên trên góc trên bên phải Đấy. đây, thấy anh đang chuyển rồi. giữa hai cái em thấy không rồi? Em có một phép là đây là phép mà không tốn mana đây là phép chửi, ờ, chửi thì rồi. sẽ ăn nó sẽ ăn một ít dam nhưng mà cái đòn đánh tiếp theo của nó sẽ bị distracted nó sẽ bị disadvantage nó bị phân tâm đây là phép hồi máu có một cái phép là ngủ làm cho nó buồn ngủ phép này thường thì đánh bọn máu yếu thôi phép làm cho cười chọc cười em là boss mà em là thi sĩ <cười> chọc cười cái phép thunder web là phép <laughs> em vừa dùng đấy detect toss là đọc suy nghĩ những phép này thường dùng trong cái trường hợp mà nói chuyện với NPC hơn có cái phép là enlarge reduce là làm to hoặc làm nhỏ em có thể làm to một đồng đội lên hoặc làm nhỏ đối phương lại nó sẽ hơi giảm đam của đối phương một tí hơi tăng đam của đồng đội một tí cái hellish rebuke em... là à, ok rồi cứ dùng đi em dùng em lên này thu nhỏ thu nhỏ vào con này ừ. Cái phép này khi mà dùng lên kẻ địch thì nó có khả năng kháng lại Trong này thì nó sẽ lăn một cái Constitution Saving Throw để kháng lại Em có chắc là muốn làm như vậy không? Hay là nếu mà dùng trên đồng đội thì luôn luôn thành công? Em muốn đánh luôn Ok Cũng giống như một cái đòn đánh Gần giống như một cái đòn đánh Nhưng mà đòn đánh thì mình là lăn để xem có trúng không Thì cái này là kẻ địch lăn để kháng lại cái phép của em Nó sẽ lăn cái concept con này khá là bự con Có vẻ là cái constitution của nó là khá cao 22 à, Cái phép của em là Có vẻ như là các thấy các cái tia năng lượng là bám lấy nó đang là cố làm nó bé lại Xong nó gồng vai lên cái Như vậy là Cái phép nó thất bại Em vẫn mất một cái giọt mana ở level 2 đấy Để tự trừ vào trong như thế này Còn không giọt mana level 2 Em vẫn còn 4 giọt mana level 1 Em có muốn di chuyển đi đâu không? Hai người này là đang đứng ở trên cao, à, thật ra là trên map thì không phải là đứng cạnh họ đâu. Uh, Harley, đang đứng ở trên góc Ok. Kệ okay, uh, Harley sẽ uh, 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 lấy uh, shortbow và tấn công con còn chuẩn bị kế fast Moon. để uh, có thể chúng ta có thể xử lý con con <laughs> bự con như thế này <laughs> hoặc là núp về phía sau. <laughs> nếu mà hai tiếp thì có thể lan thiện cái stealth Ok Châu. là có snake rồi, có con snake rồi. Ok. Rồi Vậy này đánh này con là. zombie này đúng không? Đúng rồi. Con zombie này. ừ. Để họ trợ đừng rút lui chỗ không <laughs> đội. À, cái tên thủy thủ này vừa đứng dậy biến thành zombie thì lại bị <laughs> nằm lại số luôn. Harley có di chuyển đâu không? À, à, Harley này. đang suy nghĩ có nên leo lên cục bùn không để. Uh... <laughs> có thể uh, tìm một chỗ bắn dễ hơn nhưng mà có vậy trong ma của anh từ kiếp trước thì có uh, đã kêu hả? thôi đừng leo <laughs> và anh quyết định là hai ừ. uh, kiếm một cái phần uh, à, anh, sẽ, anh sẽ nấp sau cầu thang. OK để hai. Ừ. Mọi người nếu mọi người quên thì vẫn để ý là sóng vẫn tiếp tục đánh đến nhé. Các đợt sóng vẫn tiếp tục đánh ở cuối mỗi vòng. Harry sẽ run steel và kết thúc lượt của mình. Ừ, ok. Rồi zombie ừ, còn zombie nào sống không? Zombie toàn chết cho khi đến lượt đó. À rồi, còn hai con zombie không, sống. Thôi. Hai con. À, con. Còn... <laughs> ừ. Zombie này sẽ bước đến chỗ Nos và đập một cái rồi chúng North tự trừ 4 đam. Con zombie này bước đến không suy nghĩ nhiều, bước đến người gần nhất. Abaris à, Baris đập một cái 17 không biết có trúng không? 17 như cũng trúng 5 đam Nó Nhớ nhá Khi mà nhớ lại Cái cơ chế của game mà khi di chuyển ra khỏi một Kẻ địch Từ khu vực cận chiến của nó là có thể bị đánh Ô, muốn chắc không? Ok Đây là đòn đánh với của nó Trượt Mình lấy số bên trái khi mà không có advantage Nó đến gần Chỗ con Ogre zombie Đang bò lên thuyền ừ. Nó đang bò lên Nhìn này nó làm gì? nó đụng ở đây đúng rồi. Nó sử dụng nói lại được không? sử dụng phép đấy cho đụng đây ah ok ok sorry không nhìn để ý. nó sẽ làm một cái dexterity saving throw phép này yêu cầu dexterity Uh. nó lăn qua nhưng mà cái phép này riêng cái phép này thì lăn qua vẫn ăn nửa đam tức là nó ăn mười uh, 15 chia đôi 7 trong điên đi thường làm tròn xuống uh, vừa mới bò lên uh, bị nóng đống lửa à, uh, phụt vào mặt có vẻ là nó đã thấy cái lửa nên là hơi hơi nấp đầu xuống phía dưới mạn thuyền một tí chứ chưa kéo người lên hẳn nên là ăn hơi giảm đam một tí nó muốn làm gì nữa không Di chuyển đi, di chuyển đi. Di, di, chuyển ra khỏi tầm cận chiến nó nó lại dùng phản ứng đáy nữa nhé kiểu đang nó đang thể, à, đánh thế đánh này đánh đánh bò lên mạn thuyền nếu mà di chuyển ra nó sẽ với như thế này ừ. em kết thúc lửa ok abaris abaris lấy ừ. gì ra chém được đường qua zombie này à, chém đi ạ ui à, con à, zombie này cũng lại bị chém lắp đôi ừ. không thành vấn đề lập tức ngã dạp xuống đất abaris có thể di chuyển À, Baris là một thanh niên khá cận chiến nên là chắc là bắt đầu di chuyển về chỗ có đánh nhau Đúng rồi đo tập chạy thì ở đây là ngoài rồi 30 rồi ok thiện sẽ xóa dần bớt các cái con zombie trên map cho nó đỡ vướng skeleton là một con này sẽ bắn vào nos khá là gần chịu chống bốn đam đến con ogre <laughs> nó ló đầu lại lên nhìn vào nó lúc nãy bắn lửa thổi lửa vào đầu nó kéo cả người nó lên khỏi cái mạn thuyền thành thuyền nó đưa tay hai tay nó đánh hai lần một phát vào người của nó một phát vào người bên cạnh và Crash Moon tự dư đàm mình nó vừa bị ăn trúng một cái cung tên là 12 à, là 12 chính xác với cả 4 đam xong vừa mới trúng một cái tay con OG xong bị đập xuống 11 đam oh. uh, còn... Moon thì vừa ăn 8 đam vậy, em còn đút máu rồi đi. <laughs> không sao tôi hồi máu luôn. rồi rồi Moon sử máu xong rồi đến lượt của em. Uh, lúc này con odd đang đứng gần. Em sử dụng và spell. Ờ hmm. uh, cái Entering uh street. Cái nào nhỉ? Bắn vào người đó Ensnaring strike. Ensnaring strike. strike. Cái này em có thể bắn tên uh, nó chói cũng được mà dùng kiếm nó cũng chói được. Đây cái là cái em phép của sẽ bắn em. tên. Ok. Bắn tên ấy à, bắn khi mà tên. đứng, khi mà đứng ở khu vực cận chiến của kẻ địch à, thì nó sẽ khó em... hơn tại vì kẻ địch nó sẽ khi mà em đang ngắm cung này, kẻ địch nó sẽ đưa tay nó quạt ra nó không cho ngắm. Thế như vậy, thường thì bắn em... trong tầm cận chiến sẽ bị bất lợi thế và lăn hai lần lại cái thấp hơn. Thường khi mà người người đánh xe, người đánh xa, đánh tầm xa vào trong cận chiến là hơi bất lợi. Vừa bị là đánh trong cận chiến bị bất lợi thế nhưng mà vừa muốn chạy ra thì kẻ địch nó đánh với Thế, thế thay vì em không dùng longbow nữa em dùng short luôn. Ok. Được. À hồi nãy giờ quên nhắc là trợ thì uh, hunter uh, ranger hunter thì có sẽ có những đòn uh, đòn đánh, uh, đòn đánh uh, dựa trên máu của đối phương nếu mà Đúng đối rồi. Phương, Đây. Không 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 có định tròn máu. Uh, nên là nhiều khi ở phase mình chưa biết nên là sẽ nhắc lại cho các bạn. Nhớ. Đúng rồi. Đây để thiện bấm cái đấy giờ đây là cái này khi mà đối phương đang không có đủ máu thì à, Crest Moon được lăn thêm một D8 đam D8 à? ừ, cách chéo R cách một D8 thêm đam và cái này là trúng rồi 16 là trúng Crest Moon cũng muốn dùng luôn cái spell đúng không cái phép đúng không à, vâng. Em dùng strike. Action, rồi em kích hoạt spell của mình rồi từ anh bấm lại cái phép để xem. Em em bấm lăn một D8 đi. Dạ vâng. Rồi. rồi đầu tiên là nó nhận 12 đam nữa này, 7 đam và 5 đam. Ok, nó sẽ phải lăn một cái strength save để không bị trói bởi cái vai nó sẽ kháng lại cái này. Con này thì khá là khỏe. Là để xem. Ô, oh, nó fail. Yeah. Và nó bị, bị ừ. Uh, nó bị restrain, trói. Cresmoon thấy là từ cái à, mọi người thấy là từ cái thanh kiếm chém của Crest Moon xong rồi vừa chém tâm trúng vào người nó, Crest Moon đưa tay kia phất một cái từ cái thanh kiếm hiện ra các cái tia sáng tia sáng xanh và hiện ra những cái cành cây quấn quanh người con ogre này chói nó lại. À, Moon có muốn làm gì nữa không? Hiệu ừ. ứng mà khi chói là các đòn đánh vào nó tiếp theo sẽ được advantage được lợi thế và các đòn đánh của nó đánh ra sẽ bị bất lợi thế. Ờ uh, lúc này em ờ uh, kết thúc được ừ. Cô đốt. Đốt ơi Kiên linh. Em muốn hồi máu cho ừ cho Nos đúng không? Ừ. Em có một chiêu hồi máu bằng bonus action. Em có thể hồi xong vẫn có thể làm gì đấy khác. Crest Moon hay là Nos? Crest Moon à Nos à, ok. Thì là dùng dùng cái healing word đi, bấm vào cái chữ healing word ở dưới cái rapier của em đấy là cái hồi màu À rồi, đã dùng um, em chỉ dùng được phép uh, ở level 1 thôi tại vì em đã dùng hết mana ở level 2 rồi. Bấm lại. Chỉ chọn à. level 1 thôi. Ok. Nó hồi năm máu và cô đốt vừa dùng cái hành động nhanh của mình vẫn còn hành động thường. Em dùng phép điện level 1 đánh vào con con ở đây. Con này đúng không? Vâng. Và... Ok. Rồi. Lăn đi ấn chữ thunder wave em vẫn rồi đấy. à rồi 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 à, uh, thuyền có cần nhắc cái vụ thunder đang hay... cái đấy nó okay. advance không cần không oh, thì thì ừ thì mình hỏi thôi dạ dạ đây nào có phải là con này đang bám vững vào cái mạn thuyền và bùm một cái nhưng mà vẫn chưa đủ để nó chết và nó cũng không bay đi yeah. À, từ từ anh muốn hỏi là Godot đốt có muốn miêu tả cái hiệu ứng hồi máu của em nó trông như thế nào không Nên, ờ, nếu mà muốn miêu tả em em thổi sáo tiếng nhạc bay đến bay vào người của nốt nốt được hồi máu à, từng cái nốt nhạc kiểu từ cái sáo ra à. trông nó thành hiện thành nốt xong nó bay đến các cái nốt à, bù, bù. Oh, cảm thấy tốt hơn Ờ à, trong khi mà đang nấp thì Harley thấy mọi mà... người đánh nhau đánh con ừ. à, con người kia thì à, cũng sẽ nhất loạt mà tấn công con đó luôn ừ. hiện tại bắn là phải qua người của Abaris nên là nó cộng hai AC có cover Ok ok. À, nhưng mà không sao à, vì là có hai thể stealth ừ. nó bị Restrain cho nên là có có khả năng là vẫn vẫn trúng oh, dạ yeah. hy vọng là có hai crit <laughs> ừ. 18 là trúng à. có advantage là cái cao hơn. Ok, là 14 nó đã năm. bị hai rồi, lần snake rồi, thì, uh, 14. À. Ừ. Hay đây sẽ di chuyển khỏi chỗ nấp vì đã bị lộ rồi và di chuyển và bonus xuyên dùng dash để lên bong cao để kiểm soát tầm nhìn hơn. Ok. Và kết thúc được. Rồi. rồi. ngón uh, zombie sẽ tiến lại gần chỗ Abaris và đập một cái. Boom. Ù uh, 6 đam, không có cộng 1, cái cộng 1 là cho crit nhưng mà nó không crit vì nó không có lợi thế. Sau đam sau Abris. Nó Noss... nó con OG có vẻ là vừa mới bò lên mà bị lửa vào mặt, xong bị chói, nó lại bị bắn cung vào người, có vẻ là cũng yếu dần đi rồi. Nó đang này. Nó muốn làm gì? Rồi, con zombie đang bị trói nên là lăn xếp với disadvantage với bất lợi thế. Nó ăn toàn bộ đam, máu đam, lại phun một phát nữa. Nó gầm lên. Nhưng mà tay chân nó vẫn đang bị trói chưa làm gì được. À, Abris đang mút đang mút mấy cái ơi. Nếu mà đang nói gì? chạy con con để mà để mà giúp mọi người. Cầm diều lên một ừ. đường ngang qua chân của một Ogre. Ừ, em có advantage tại vì nó đang bị trói. Có lợi thế. Hay miêu tả đồn kết liễu của em với con Ogre này. Đó chạy xuống có chân nó, đứt ra làm hai. Ừ. Ngã ngay xuống đất. Và nó ngã ngay xuống đất. Thứ là đây là miêu tả đấy nhá nó vẫn thoi thóp nhưng mà tất cả mọi người có thể là ồ đến rồi là đánh vào người nó và nó rú lên Ua! nhưng mà người bị trói không làm được gì Thế là con no g không còn thấy động đậy gì nữa khi mà con no g không còn động đậy gì mọi người nhìn quanh có vẻ chỉ còn một hai con zombie và con xương mọi người cũng không phải là khó khăn gì cho mọi người nữa nhưng mà thủy thủ đoàn thì có vẻ là không còn ai nữa rồi mọi người nhìn lên vẫn có tiếng loảng xoảng ở trên cái cột buồm phía đầu thuyền à, và những tiếng chửi của Jack với Silas. À, mày làm phản à? Thế mới được à? à? Mày nghĩ ai đã giúp mày bao nhiêu năm tháng vừa rồi tìm kho máu thôi mày? Nào không cần cái sự giúp đỡ đó. tất cả những gì mày làm chỉ là huynh hoàng hồng À, còn mày thì hơn à? Đào biết mày chỉ nói những lời hoa văn tùy thủ chết là để cho anh em thủy thủ theo máy thôi. Chứ mày có quan tâm gì đến bọn nó đâu. Cuộc à uh, tiếng hét vẫn uh, vang vọng trong cái trời mưa gió sấm chớp này. Mọi người khác mà đã đánh xong các con zombie và con uh, xương ở trên thuyền khi mà nhìn quanh thấy tiếp tục những cơn sóng ập đến, sóng theo sóng và một cơn sóng cực kỳ cao phải đến 10 mét vẫn từ hướng này lừng lững tiền đến có uh, khi mà con sóng tiền đến thuyền lại nghiêng đi gần như là quay theo chiều uh, ngược chiều kim đồng hồ nghiêng sang bên người thấy những cái sàn thì rất trơn trượt nên là mọi người bắt đầu bị trượt xuống theo hướng bên này khi mà con thuyền nghiêng cơn sóng uh, Nước chảy Đồng đỉa Cả cái người con ogre zombie này Lăn ừ. Trên mạn thuyền Đè vào người mọi người Chỗ gô đớt Đứng thì gần cái chỗ cánh buồm hơn Nên là bám được vào đấy một chút Nhưng mà rồi Con thuyền nghiêng đến tận 90 độ Khó giữ Cô đốt nghe thì tiếng của những người bạn của mình Dần lần lượt rơi khỏi thuyền vào màn biển tối tăm mồ mịt. Jack và Silas có vẻ là cũng rơi sau. Rồi con thuyền bù, lật sắp trên mặt biển. Mọi thứ tối đen. Và đến lúc này chúng ta sẽ tạm dừng cái one shot hôm nay của chúng ta lại đây. Đây là phần 1 của Sea of the Dead. Sẽ còn phần 2 của câu chuyện này. Số phận của những mạo hiểm giả chúng ta giờ ra sao? À, chuyến đi bất ổn với Jack và thuyền phó à, Silas sẽ như thế nào. Chúng ta tìm đến vào một hôm khác. Hy vọng là sau hôm nay thì mọi người đã hiểu thêm được một số cái cơ chế của game D&D và biết được là chơi D&D như thế nào về mặt nhập vai lúc đầu cũng như là combat và nửa sau của game. À, Hy vọng là mọi người có thời gian vui để chơi game này. anh Em chưa biết trừ mana ở đâu anh ơi. Ừ. Trừ mana thì sẽ vào cái tờ thông số của mình này. Xong rồi vào phần spell. Anh sẽ đóng một số cái phép của em lại cho đỡ đầy trang nhé. Em thấy cái số 4 này không? Ở level 1 em có 4 giọt mana tự trừ và từ trừ số thôi nó hơi thủ công thì và cái phép level 2 của em thì đang vừa hết mana rồi còn không giòn. đó Mà em vừa dùng hai phép spell level một nữa. Ừ. Em thấy là phải mọi người lúc đầu là cũng có một vài bạn là chưa um, miêu tả nhân vật nhiều lắm nhưng mà dần về sau uh, mọi người cũng tham gia nói chuyện và tương tác thế giới nhiều và trong khi mà chơi combat cũng uh, miêu tả những cái đòn đánh của mình rất là hay đấy là những cái à, à, anh thấy vui là khi mọi người đã bắt đầu thấy được cái cách chơi game này có ai một có nhận xét gì cho anh hoặc là cho game không khi mà đánh nhau thì mình không được biết máu của mấy con này à thường thì không cũng có người dẫn cho lộ máu của tất cả quái nhưng mà cái đấy là hơi nhiều việc hơi nhiều cái setting phải làm nhưng mà thường người dẫn sẽ miêu tả cho em là à con này trông là à, mất máu khá nhiều à, con này trông đầm điểm máu hoặc là con này sắp chết nhiều như vậy Mình sẽ nói như vậy cho còn máu của đồng đội thì thường là sẽ set up cho mọi người đều nhìn thấy của nhau ok nếu không có ai comment gì mọi người vẫn có thể gửi tên cho anh nhắn riêng cho anh hoặc là cũng có thể nói chuyện ở trong à, server à, feel free để nếu mà mọi người muốn tiếp tục chơi thì có thể cùng hẹn nhau một buổi khác để chơi nốt phần 2 của cái Sea of the Dead này. Hoặc là cũng có thể tham gia vào các game của những cái người dẫn chuyện khác các Dungeon Master khác trong server. À, chào mọi chào mừng mọi người đến với cái sở thích à, rất là cuốn này đối với anh là như vậy. Vì mình nói thì hôm nay hơi trễ. không sao, tại vì ông cũng là thực ra là vẫn là nên để đúng giờ để mọi người đỡ phải đợi nhưng mà à, ra là ông cũng là veteran cũng biết chơi rồi nên là không phải hướng dẫn nhiều được, được rồi, à, à, có cái hồi nãy là tính hỏi nhưng mà không không biết là ấy thì cái lúc mà à, uh, đó xài healing world và thin wave thì như thiện chưa có giải thích cái việc vấn đề mà sử dụng hai spell cùng tên đúng không đúng rồi Thường thì trong khi mà chơi lâu rồi thì mọi người sẽ thấy thêm một cái bài cái luật cụ thể hơn Nhưng mà khi mà mới chơi thì tiện chứ nói những cái đấy quá nhiều vội Nhưng mà khi mọi người chơi lâu sẽ thấy là không thể dùng hai cái spell hai cái phép mà có level cùng một tên được vì dùng thế nó tốn thời gian quá mà chỉ dùng được một phép level và một cái cantrip thôi thực ra luật nó còn kỹ hơn tí nữa nhưng mà thiện thấy một cái version đơn giản như vậy dạ yeah, dạ yeah, tại uh, ý, ý, là có, có có tính giải giới thiệu cái phần đó không để cho những người mới họ sẽ biết họ sẽ ừ. ở chơi ở những bàn khác thì sẽ họ sẽ không bị uh, uh, vâng, sẽ à. là bối rối à, đúng rồi ừ. ok thì cái đấy giới thiệu cho mọi người một tí là trong một tên những người dùng phép thì tại vì mỗi cái phép là tốn khả năng và tốn thời gian để dùng nên là một tên mọi người chỉ dùng được một phép mà tốn mana và dùng phải dùng cái phép còn lại nếu mà muốn dùng thì phải là phép không tốn mana à. can trip gần câu hỏi gì không nếu mà không thì chúng ta sẽ dừng cái session này tại đây và cảm ơn mọi người đã tham gia và cũng là rất nhiệt tình chơi và rất nhiệt tình miêu uh, tả hy vọng là mọi người đã có những uh, thời gian vui vẻ trong server và tiếp tục là chơi các game khác uh, à, cảm, cảm ơn thầy hot, uh, hot uh, game cảm ơn anh uh, uh, nhé cảm ơn gì uh, À, chúc mừng mọi người đã vừa trải qua một sót rất là hay của anh Thiện. Bây giờ chúng ta cùng dành một lời cảm ơn chân thành nhất đến với DM của chúng ta ngày hôm nay nào. Cảm ơn Yay. lần thân thiện.